Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mission Thiện, anh Nhân Haseyo, Mission Imnita. Quay trở lại phần 91 ngày hôm nay đó quý vị, thì đầu câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ để mà giải cứu nông dân nha quý vị. Thì nó cũng quay trở lại cái vấn đề là giải cứu khoai lang. Nhưng có cái là tôi là người Củ Chi, nhưng tôi lại giải cứu khoai lang ở Gia Lai nha quý vị. Đó, thì một cái quê hương xứ sở của em Mã Lai, đi giúp khắp nơi, đi giúp bất kỳ những cái người mà người ta giàu có chứ phải chi người ta nghèo đâu. Đó mà lại đi giải cứu khoai lang đồ, thì bây giờ xứ sở quê hương của mình á bị như thế này, biết bao nhiêu ngàn ruộng khoai lang như thế này bị bán rớt giá quý vị. Tức là những cái ruộng khoai lang như thế này ở trên Gia Lai, trước khi mà trồng cái những cái ruộng khoai lang như thế này để mà bán cung cấp cho Trung Quốc, nhưng mà bây giờ thì Trung Quốc nó không lấy nữa, thì số lượng nó rất nhiều, phải cần giải cứu khoai lang. Đây mới thật sự là giải cứu khoai lang đây quý vị. Thì tôi xin cầu cứu đến tất cả mọi người, mỗi người chung tay, cứ mỗi người 10 kg thôi nha quý vị, thì cũng sẽ giải cứu được khoai lang, cũng sẽ giúp được những người nông dân ở đây thôi quý vị. Khoai lang ở Gia Lai thì 10 kg là 200.000 nha quý vị, mà miễn phí ship trên toàn quốc, tức là trên toàn đất nước Việt Nam của mình luôn quý vị, tức là miễn phí ship 10 kg khoai lang, mà khoai lang Nhật là 200.000 nha quý vị. Mọi người cùng chung tay và ủng hộ giải cứu khoai lang thì liên hệ đến em Thịnh nha quý vị. Thì em Thịnh sẽ là người thay mặt cho những người nông dân ở đó để mà chuyển gửi đến cho tất cả mọi người. 10 kg là 200.000 thôi quý vị. Thì số điện thoại của em Thịnh là 0988 419 991. Gặp em Thịnh để mua khoai lang, cứ mỗi người 10 kg thôi, giải cứu khoai lang nha quý vị. Cái vấn đề này mới là cần để mà giúp đỡ đây quý vị, tại vì thật sự là trên cộng đồng của mình nó có rất là nhiều trường hợp để cho mình giúp quý vị. Cứ mỗi trường hợp mình giúp một lần thôi quý vị, xong rồi mình sẽ đi giúp những trường hợp khác quý vị, chứ đâu mà lại là dồn vô chỉ có một trường hợp. Thật sự mà nói rằng là có rất là nhiều khán giả nhắn đến với tôi nói như thế này nè, Mission ơi, sao mà bây giờ chỉ cần nghe cái từ là vì yêu thương mà đến, tự nhiên là tôi cảm thấy nó nổi óc cục, thì không biết lý do tại sao. Thì cái câu này thì Mission cũng không thể nào trả lời được, tại vì đối với lại bản thân của Mission cũng vậy, chỉ cần nhắc đến cái câu vì yêu thương mà đến, Mission cũng nổi óc của quý vị, rất là nổi óc về cái câu đó quý vị. Rồi tiếp theo thì chương trình rủ đi chơi nha quý vị, thì Mission cũng đã có đưa lên trên cái phần 90 rồi đó. Vì lý do là tại sao là Mission để thời gian lâu, vì hồi trước là Mission đi Lào với Campuchia thì cái giá tour nó rất là rẻ quý vị. Tại vì đi những đất nước đó thì giá tour nó rẻ, chỉ có mấy triệu một người thôi. Đi Campuchia mà 3 ngày 2 đêm thì chỉ có 4 triệu, mà đi Lào thì 5 ngày 4 đêm đó quý vị thì chỉ có 6 triệu 8 thôi. Thì cái số tiền đó thì nó trong tầm tay của mọi người. Còn cái số tiền mà 13 triệu 990 ngàn, coi như còn 10 ngàn nữa là 14 triệu, thì cái số tiền này nó cũng hơi kén chọn khách đi, tại vì khách phải có kinh tế mới đi được. Cho nên là bây giờ Mission sẽ đăng lại thêm một lần nữa, tại vì cái ngày khởi hành của nó là ngày 14 tháng 4, là còn tới một tháng nữa, còn rất là lâu. Cho nên là Mission sẽ lên rủ tất cả mọi người, nếu như mà có dịp thì đi chung nha quý vị. Thì giá cả là Mission có ghim ở trên đây hết rồi. Và cái chương trình đi của mình là 5 ngày 4 đêm, là chương trình đi tour Trung Quốc, Trương Gia Giới và Phượng Hoàng Cổ Trấn nha quý vị. Thì liên hệ đến em Tính hướng dẫn viên để mà mình đặt tour, thì số điện thoại là 0909 849 616 nha quý vị. Điện thoại để mà đặt tour. Tại vì cái mùa mà vào tháng 4 đó quý vị, thì nó rất là đẹp nha quý vị. Rất là đẹp mà nó lại rất là mát mẻ nữa. Vì Mission chọn đi là Mission chọn vào những cái mùa này. Thay vì ví dụ như là năm nay mình đi ngắm hoa anh đào, thì mình đi ngắm hoa anh đào ở Trung Quốc đi quý vị. Còn sang năm mà mình hả đi Hàn Quốc rồi Nhật Bản rồi Mỹ, vì tất cả những cái đất nước nào lạnh thì nó đều có hoa anh đào. Nhưng mà năm nay thì mình ưu tiên đi Trung Quốc nha quý vị. Ai đi thì đăng ký tour ở bên dưới, Mission có ghim ở trên cái màn hình này, thì mọi người liên hệ thẳng trực tiếp đến em Tính hướng dẫn tour của công ty Hải Đăng nha quý vị. Rồi tiếp theo có một cái câu chuyện của một gia đình nha quý vị. Thì trường hợp này đây nữa này quý vị, bởi cho nên là người ta chỉ có con rồi mẹ bà ngoại ở bên cạnh, mà nó còn như thế này. Đừng có nói mà có 5 đứa con mà để cho mà mẹ không nuôi, mà để bỏ bù lăng bù lóc kiểu này thì làm sao mà được, đúng không quý vị? Cho nên là nghe những cái trường hợp này mới nhìn nhận lại là trong cái sự việc của các em online nó có vấn đề nha quý vị. Đó, thì trong một cái câu chuyện của một cái gia đình đó gửi đến tôi như thế này đây quý vị. Chị có một thằng cháu ngoại, cha của nó bỏ mẹ nó hồi lúc nó 9 tuổi. Nó sống với chị và sống với mẹ. Con không cha, ở với ngoại, ở với mẹ. Nó không nghe, tụ tập ăn nhậu, đánh lộn, người ta chém nó gãy cái cánh tay phải.
kẹp inox giám định là 80%, mà tò xử bên đó chỉ có tù 3 năm, còn được tại ngoại. Mà cháu của chị nó chém cái thằng kia thì đứt cái gân tay, giám định chỉ có 15%, mà tò kêu cháu chị là 3 năm 9 tháng tù, mà còn tạm giam chị không có thân thế. Ông nội của nó có bằng tổ quốc di công, người ta nói đưa vô nó sẽ được giảm án, phải vậy không? Chị không biết phải làm sao, chị nhờ em hướng dẫn giúp giùm chị. Chị biết ơn em nhiều lắm. Đó thì đọc sơ qua kể cho mọi người là cũng đã thấy rồi đúng không quý vị? Cháu trai này là mẹ nó với ba nó ly hôn hồi lúc nó 9 tuổi, ở với bà ngoại, ở với mẹ. Mà con nó không có cha đó, dạy nó không nổi, nó đi ăn nhậu rồi đánh lộn chém lộn với người ta. Đó, thì trong cái lúc mà thời gian chém lộn á, thì người ta chém nó là bị gãy cái tay, là cặp inox, là giám định là 80%. Mà cái thằng bên kia thì bị 3 năm tù mà lại còn được tại ngoại nữa. Còn bên đây cháu ngoại của chị chém cái thằng bên kia là đứt cái gân tay, giám định là 15% thương tích. Mà tò xử cháu của chị là 3 năm 9 tháng tù còn bị giam vì không có thân thế. Thì cái vấn đề này thật sự ra là em không có biết như thế nào để tư vấn cho chị, tại vì cả hai bên chém lộn với nhau. Ví dụ như là bây giờ là giám định thương tật, nhưng mà phải coi lại là xuất phát từ đâu. Ví dụ như là xuất phát hai bên đánh lộn với nhau hay là bên nào đánh trước. Ví dụ như là bên phía bên kia đánh trước đó, mà đánh cháu chị nó bị thương tật 80%, mà bây giờ xử bên kia chỉ có 3 năm mà tại ngoại, thì chị không đồng ý, chị kháng cáo. Không đồng ý kháng cáo lên tòa án tối cao. Thì lúc đó chị có hỏi là có tốn tiền nhiều không, thì tôi nghĩ là khi mà kháng cáo lên, nếu như mà tốn tiền thì chỉ có cái mình thuê luật sư thôi. Còn nếu như mà mình kháng cáo mà không có thuê luật sư thì cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng thú thật nếu không có luật sư thì kháng cáo nó cũng hơi khó. Thì nó vẫn là cái án cũ thôi, hoặc là có thể là cái án nặng hơn cũng không chừng. Còn cái vấn đề cháu của chị chém bên kia đứt gân tay, giám định chỉ có 15% đó, mà lại xử cháu chị là 3 năm 9 tháng tù, thì cái này mình cũng kháng cáo luôn. Cho nên nộp cái bằng tổ quốc ghi công của ông nội vô thì cái này em cũng không có rành. Cái vấn đề này thì chị nên có một cái người luật sư nào đó để mà bào chữa, để xin kháng cáo cho cháu của mình. Còn tôi quay trở lại cái vấn đề mà gia đình đây quý vị. Đó, cháu ở với bà ngoại, có mẹ ở bên cạnh thôi, mà nó còn như vậy đó quý vị. Huống chi là bây giờ tôi nghe nói là em Mã Lai có 5 đứa con, mà trong đó hình như là có 2 thằng con trai hay 3 thằng trai gì đó quý vị. Đó, mà bây giờ mẹ đi tối ngày như thế này thì con làm sao nó không hư quý vị. Đừng có nói tôi quản lý con tôi, điện thoại đồ này kia, con của tôi rất rất ngoan. Đừng có nói câu đó quý vị. Cha mẹ ở bên cạnh mới biết con mình nó đi đâu, mới biết con mình nó giao du với bất kỳ những người bạn nào của nó quý vị. Chứ đừng có nói con tôi nó ngoan lắm. Tại vì khi mà mình điện thoại về cho con thì lúc nào nó cũng nói con ở nhà, con đi học rồi con tới nhà bạn, thì nó kể vậy thôi quý vị. Làm sao mà biết được, chỉ có ở bên cạnh con mới biết nó giao du với lại thành phần nào thôi quý vị. Cho nên cái vấn đề mà nếu như mà bỏ 5 đứa con để mà đi giúp một người dân như vậy, thì tôi thử hỏi quý vị là nếu như đặt trường hợp quý vị là một người mẹ, quý vị có bao giờ bỏ con mình để mà đi giúp người dân không quý vị? Tại vì cái tuổi con mà nó mới vừa lớn lên đó quý vị, thì cái tuổi từ 12 tuổi cho đến 20 tuổi đó quý vị, cái tuổi đó là cái tuổi nó rất là khó dạy, rất là lì lợm quý vị. Mà theo như tôi thấy là hình như là con em Mã Lai là trong đó là có mấy thằng con trai, là có thằng hình như nó ở độ tuổi 14, 15 tuổi thì phải. Độ tuổi đó là một cái độ tuổi đang khó dạy nhất đó quý vị. Thì mình đánh đổi để mà đi giúp người dân không quý vị? Đi giúp người dân để bỏ con mình mà mình không ở bên cạnh nó để kìm cặp nó, để mà hướng dẫn cho nó. Tại vì cái tuổi đó nó dễ, rất là dễ hư. Nếu như định hướng không tốt, nếu như dạy dỗ không tốt, con mình nó sẽ hư từ bắt đầu lứa tuổi đó quý vị. Là nó sẽ khó dạy luôn quý vị. Vì nó có những cái trường hợp mà mới 15 tuổi mà đã có người yêu rồi, quan hệ với người yêu trước luôn. Mẹ của cháu đã liên hệ đến tôi, thì tí xíu tôi sẽ chia sẻ vấn đề đó. Giờ tôi nói về cái vấn đề này đây quý vị. Đó, thì nếu như mà mình trả lời một cái câu như thế này: tôi vì tiền, tôi vì bỏ gia đình, bỏ con cái của tôi vì tiền để tôi làm mưu sinh, để về nuôi con cái tôi. Nếu như tôi không đi làm thì 5 đứa con của tôi làm sao mà nó sống được? Lý do đó chấp nhận quý vị. Lý do đó chấp nhận và không ai dám cãi cả. Tại vì đi làm để nuôi con, chứ không phải là vì một người dân, giúp đỡ người dân mà con mình bỏ. Thì cái này thật là vô lý quý vị, mà tôi không hiểu lý do tại sao cũng còn vài người mà tin tưởng, mà tôn sùng lên như vậy. Quý vị ơi, hãy đặt, phải thông minh lên, phải thức tỉnh và thông minh lên dùm một cái. Không có ai mà tự nhiên mà gọi là giúp đỡ mà vô điều kiện cả nha. Rồi, trường hợp tiếp theo như thế này đây quý vị. Chị ơi, em cũng là fan ngưỡng mộ chị đây. Từ lúc mà em nghe chị phân tích cái núp lùm của Mã Lai và Vô Ơn thì em không còn theo dõi kênh nào nữa. Chị ơi, em có một việc khó xử này, mong chị tư vấn riêng dùm em nha chị. Con gái của em năm nay nó mới có 15 tuổi thôi,
mà nó đã có bạn trai rồi. Thằng bạn trai của nó là 19 tuổi mà hai đứa nó có quan hệ với nhau luôn rồi. Theo chị bây giờ em phải làm sao hả chị? Em rối quá chị ơi. Mong chị giúp em với, cho em hồi âm sớm nha chị. Thì em kết bạn Zalo với chị đi nha. Trong một cái câu chuyện này thì tôi chỉ chia sẻ chung chung thôi quý vị. Em kết bạn Zalo với chị sẽ hướng dẫn cho em một cái cách để mà khắc phục như thế nào. Thì bây giờ quay trở lại nữa đây quý vị. Đó, ở bên cạnh mẹ mà mẹ theo dõi con hằng ngày, mà bây giờ mới có 15 tuổi mà nó còn con gái đó quý vị. Đó, thì bây giờ mình tới 5 đứa con lần. Khi mà nói về cái vấn đề này tôi thú thật, nếu như ai đã từng làm mẹ đó quý vị, thì con của người ta nó lớn lên từng độ tuổi thì không ai dám bỏ con người ta cả quý vị. Ngoài ra người ta đi làm mưu sinh kiếm ăn, người ta mới bỏ con người ta thôi. Còn ngoài ra là phải ở bên cạnh để chăm sóc. Đây mẹ ở bên cạnh mà con nó lớn lên nó còn như thế này đây quý vị. Thì trong cái trường hợp này mà em hỏi chị là phải làm sao? Tại vì á, con em 15 tuổi mà thằng nhóc kia nó là 19 tuổi. Đó, thì bây giờ trong trường hợp này thì chỉ có cách như thế này thôi em. Em có thể đến gặp ba mẹ của bé trai đó, rồi em nói chuyện. Tại vì nếu thật sự ra là hai đứa đó mà nó đang thương nhau, nó đã là 15 tuổi rồi mà em càng cấm cản nó lại càng thương, nó ngộ lắm. Em càng không cho nó qua lợi với lại cái thằng đó thì nó lại càng đi theo. Cho nên trong trường hợp này chỉ có cách này duy nhất mà thôi. Em đến em gặp gia đình của cháu trai đó, hai bên sẽ có cái hướng giải quyết. Và con của em hiện tại bây giờ nó còn đi học hay không? Thằng nhóc này còn đi học hay không? Nếu như mà hai đứa nó còn đi học và hai đứa nó thương nhau thì có những gia đình như thế này nè em. Người ta sẽ cho con người ta đính hôn trước và sẽ cho tụi nó đi học. Đi học khi mà ra trường đủ tuổi kết hôn rồi, bắt đầu người ta sẽ cho tụi nó kết hôn với nhau và vẫn đi học bình thường, với điều kiện là bây giờ là mẹ không cấm tụi con. Đó, mà thật sự tụi con có yêu thương nhau hay không, mặc dù tụi con còn quá nhỏ, mà tụi con đã vượt khỏi cái ngưỡng cửa, tụi con đã là ăn cơm trước kẽn rồi. Đó, thì bây giờ hãy nhỏ nhẹ ngồi nói chuyện với con và hỏi nó và lắng nghe coi là tụi nó đang muốn cái gì, chứ đừng có áp đặt. Thật sự nếu như mà ngay lúc thời điểm này mà nếu em áp đặt là con phải chia tay nó ngay, tụi con phải nhắc ra ngay, tụi con phải chấm dứt ngay, thì mình càng cấm tụi nó càng thương nhau. Cho nên là trong trường hợp này chỉ có cái nhỏ nhẹ để mà dụ tụi nó thôi, hiểu không? Đừng có cấm. Tại vì cái tuổi này nó rất là cứng đầu. Nếu như cả hai bên người lớn mà bên của cháu trai với lại bên em mà càng cấm, tụi nó rủ nhau trốn nhà đi luôn. Nó là vậy đó. Cho nên là cái tuổi mà tuổi nhỏ mà từ 12 tuổi cho đến 18, 20 tuổi là cái tuổi đó nó đang muốn nó trở thành người lớn. Và nó rất là khó dạy khi ba mẹ nói, nếu như ba mẹ phải dùng một cái tình giống như là tình bạn nói chuyện với nhau, phải am hiểu con. Còn nếu như mà dùng cái kiểu cha mẹ mà dạy giống y như ngày xưa đó quý vị, là cho roi cho giọt đó quý vị, tôi bảo đảm với em là con em nó sẽ đi theo thằng kia luôn. Và hai đứa nó sẽ đi bụi luôn. Nó là vậy, cho nên mình hãy thật thông minh hơn nó. Hãy lắng nghe nó và dụ ngọt nó, để cho tụi nó, tức là đừng cấm cản tụi nó qua lại với nhau, nhưng động viên để cho tụi nó, mẹ sẽ cho tụi con quen nhau, với điều kiện là tụi con phải học hành, phải có một cái nghề nghiệp rõ ràng, thì sau này khi hai đứa cưới nhau á thì mới có thể tự nuôi sống nhau được. Mình phải giải thích cho nó về những cái vấn đề góc độ xã hội. Tại vì khi mà tụi con đến với nhau á, nó không phải là chỉ vì tình yêu, mà sau này á là tụi con có thể có con cái nữa, thì nó không phải là lấy cái tình yêu đó để nuôi sống tụi con được. Ba mẹ thì không có giàu, ba mẹ hai bên không có giàu, nghèo thì không thể nào mà lo cho tụi con được. Chính bản thân của tụi con phải lo cho bản thân tụi con. Cho nên là mình phải động viên nó, mình không cản bất kỳ một cái gì, nhưng tụi nó phải học để lo cho tương lai của mình. Nếu thật sự tụi con yêu thương nhau thì tụi con phải lo cho tương lai tụi con ăn học cho đến nơi đến chốn. Đó là cái cách mình dụ để mình dạy cho con, hiểu không? Đó, chứ bây giờ là trong trường hợp này thì không thể nào ngắt tụi nó ra được đâu em. Cho nên con cái mà cái lứa tuổi từ 12 tuổi cho đến 20 tuổi là ba mẹ luôn luôn ở bên cạnh để tâm sự, chứ không phải là dạy dỗ nha quý vị. Để tâm sự, để lắng nghe. Lắng nghe coi con mình nó muốn cái gì, và lắng nghe coi ngày hôm nay con mình nó quen bạn với ai. Thật sự với lại quý vị là hồi đó con tôi cho đến 14 tuổi nó vẫn theo tâm sự với mẹ. Rồi bắt đầu từ 14 tuổi là lúc đó tôi với lại ông xã tôi ly hôn, tôi buồn đó quý vị. Tôi buồn cái tôi vùi đầu vô trong công việc. Tôi lo tôi đi làm không cái tôi không có quan tâm, tôi hờ hợt quan tâm con tôi. Cho nên là lúc đó nó bị sốc tâm lý. Nó bị sốc tâm lý đó quý vị, là học hành nó không có còn giỏi giống y như ngày trước nữa. Cho nên là cái tuổi đó thì mình phải ở bên cạnh con để mình hỏi ngày hôm nay con quen bạn gì, rồi bạn đó như thế nào. Mình phải lắng nghe để mình nói chuyện với nó, để mà nó kể chuyện cho mình. Đừng có nói con chơi đứa đó không được, mẹ cấm con đồ này kia, thì con mình nó không bao giờ nó kể cho mình nghe bất kỳ một chuyện gì. Và mình hãy lắng nghe nó, và có những cái mình hòa nhập cùng nó, mình vui cùng nó, thì nó mới tâm sự với mình.
kinh nghiệm tao cỡ đó mà nuôi con nó còn khó, vất vả, lên bờ xuống ruộng đó quý vị. Chứ đừng có nói mà tới 5 đứa con mà bỏ mà không chịu lo để mà ở bên cạnh để chăm sóc, thì tôi nghĩ một cái người mẹ như vậy mà nói là đến với người khác vì yêu thương mà đến để mà giúp đỡ người khác, thì quý vị có tin không? Con cái của mình chưa lo trọn vẹn, gia đình cha mẹ của mình chưa lo trọn vẹn một cái căn nhà đàng hoàng nữa, thì làm sao mà vì một người dân mà yêu thương mà đến? Quý vị hãy đặt một cái kiến thức của mình lên để mà suy nghĩ đi quý vị. Rồi, trường hợp tiếp theo nha quý vị. Tôi nghĩ trường hợp này thì cũng có nhiều người gặp rồi, nhưng mà kệ, mình cứ chia sẻ thì không có dư đâu quý vị. Vì cũng có nhiều người là chưa có gặp qua trường hợp này nha quý vị. Thì cái trường hợp này của cháu này gửi đến tôi như thế này đây quý vị. Con chào cô Mison ạ. Chiều ngày 9 tháng 3 năm 2024 có số điện thoại gọi đến là 0598044789 của một chị xưng là nhân viên của Shopee gọi qua cho con, nói là Shopee có chương trình tri ân khách hàng nên tặng quà miễn phí. Chị ấy nói là khách hàng sẽ không phải tốn tiền bất cứ chi phí gì, kể cả chi phí vận chuyển, và yêu cầu con kết bạn Zalo qua số điện thoại 0585908380, tức là gọi đến là cái số điện thoại khác, mà kết bạn Zalo thì qua số điện thoại khác nữa nha quý vị. Tên Zalo là Diên Nguyễn, để chị này tư vấn cho con chọn quà và sẽ cung cấp thông tin cho chị đó. Sẵn đang ngồi trên máy tính nên chị ấy vừa đọc số cho con vừa nhập luôn, nhưng con không kết bạn mà để đó. Kết thúc cuộc gọi thì con gọi qua hotline của Shopee để hỏi chính xác và cung cấp cho họ số điện thoại của chị gọi cho con, thì nhân viên Shopee mới xác nhận là Shopee không có chương trình đó và hệ thống của Shopee cũng không có nhân viên qua số điện thoại đó. Kết thúc cuộc gọi với nhân viên Shopee xong, tầm 10 phút sau thì số điện thoại của cái chị đó gọi lại cho con thêm một lần nữa, gọi hỏi con tại sao không chấp nhận kết bạn Zalo. Con mới nói là con gọi qua Shopee và xác nhận câu trả lời như vậy. Chị ấy còn hỏi con gọi số nào để chị ấy gọi qua đó để kiểm tra. Con mới nói em gọi qua app của Shopee. Shopee có chức năng gọi online miễn phí trên app, còn chị bảo là chị kiểm tra trên hệ thống, xong chị ấy mất tiêu luôn. Từ đó đến nay con không kể chuyện này cho cô nghe, mong cô chia sẻ lại với những ông bà cô chú. Con sợ có những người bị lừa, được nhận quà không tốn phí thì nhiều người tham sẽ dễ mắc bẫy lắm. Cô nói với ông bà cô chú khi thấy hai số điện thoại trên mà gọi đến thì tắt máy luôn cũng được. Con cảm ơn cô nhiều, chúc cô nhiều sức khỏe và luôn vui tươi. Đó thì đây là qua cái cảnh báo, hình như cái vụ này nhiều lắm quý vị. Vụ này thì nó có rất là nhiều, nào là điện máy xanh, nhất là nhân danh điện máy xanh. Ví dụ như tới chị ơi là có cái chương trình khuyến mãi giống y hệt như vậy mà không có tốn tiền, cho chị chọn thoải mái kết bạn qua Zalo. Thật sự ra là tôi gặp những cái trường hợp này, tôi trả lời như thế này nè chị. Chị là khách hàng của Thế Giới Di Động, chị là khách hàng của Điện Máy Xanh, thì đã có thông tin số điện thoại của chị có sẵn trên hệ thống của tụi em hết rồi. Thì nếu như mà tụi em muốn tặng chị những cái món hàng đó, tụi em cứ gửi thẳng về địa chỉ đó cho chị. Tất cả những món hàng nào cũng được, tụi em cứ tự lựa chọn và tụi em gửi đến cho thôi, chứ không cần phải kết bạn Zalo. Những thông tin của chị, địa chỉ, nhà, cửa, số điện thoại là bên em có hết rồi, mà giờ em xin thông tin vậy làm sao? Đúng không? Rồi xong cúp máy cái cục luôn quý vị. Cho nên trong những trường hợp này thì chỉ lừa được những người tham thôi quý vị, còn những người không tham khó dính lắm quý vị. Cho nên những cái trường hợp này thì tôi cũng xin cảnh báo đến tất cả mọi người, tại vì có những người ở vùng sâu vùng xa, rồi người ta không có hiểu biết đó quý vị, thì cứ tưởng là như vậy, cứ nói được tặng là mê, là sẽ dễ bị dính. Khi mà kết bạn Zalo rồi thì nó sẽ gửi qua cho mình những cái đường link lạ đó quý vị. Thì mình nhấp vô đó là coi như là tài khoản của mình, là thông tin cá nhân của mình nó đều lấy hết quý vị. Mọi người cảnh giác cái vấn đề này nha. Mấy bữa nay đó quý vị, thì tôi nghe khán giả nói rất là nhiều, là nói là những người mà ủng hộ bên phía em Mã Lai đó quý vị, là đấu đá với nhau, rồi người này quay xe, người kia quay xe. Thật sự ra là những cái câu chuyện đó tôi không còn quan tâm nữa quý vị. Tại vì á, những người đó, lý do là tại sao? Tại vì khi mà đã theo dõi một cái drama nào đó mà nó không còn bất kỳ một cái tiêu đề, hoặc là không thể nào khai thác được những cái thông tin để mà làm lên cái clip mà giật tích câu like để kiếm tiền nữa quý vị, là bắt đầu nó sẽ moi ra với nhau, nó sẽ phân tích những người trong đồng đội. Nó là vậy đó quý vị. Cho nên là những người mà làm YouTube về tin tức đa phần nó đều là như vậy. Tại vì trong cái drama đó nó không còn cái gì để khai thác cả. Giống như trong cái câu chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng ngày xưa cũng vậy. Sau khi mà chị Nguyễn Phương Hằng bị bắt rồi thì những cái đề tài mà để khai thác, mà để nói đó quý vị, để chửi qua chửi lại hoặc là để dịch tích câu like thì nó không còn nữa. Bắt đầu là vô phân tích, xỉa xói, chửi lộn với đồng đội. Thì bây giờ trong cái câu chuyện drama của em Vô Ơn, tôi thấy nó cũng như vậy quý vị, cho nên không có gì gọi là ngạc nhiên. Nhưng mà cái vấn đề là trong đây có anh Lê Tính ở bên Mỹ đây quý vị, thì
À, anh Lê Tính thì tôi không nghĩ là nó là như vậy nha quý vị. Bởi vì lý do này mà anh Lê Tính không thể dám chấp nhận cái sự cá độ của tôi là vì sao? Tức là đợt đó tôi có cá độ tại vì anh Lê Tính lên chửi tôi, nói là tôi câu like, câu view kiếm tiền. Tại vì thật ra là anh đang nghĩ về bản thân anh và anh nghĩ người khác cũng vậy. Tại vì bản thân của anh là một cái người làm YouTube câu like, câu view để kiếm tiền. Vì sao? Là tại vì anh là một cái người thất nghiệp, không có còn làm hài, không có còn mà đi diễn được nữa, phải chạy xe Uber. Mà chạy xe Uber thì đâu có đủ ăn quý vị. Đó, thì lên làm mà làm YouTube đừng có nói là binh vực. Tôi thú thật, tất cả các kênh YouTube khác đều chửi tôi, nói là tôi không làm YouTube vì tiền. Nhưng mà thật ra những cái kênh mà nào nói tôi, những kênh đó rất hiểu rõ về tôi. Tại vì nếu thật sự làm một cái nghề mà làm cái kênh YouTube là một ngày phải lên rất là nhiều like mới có tiền để ăn quý vị, mới có tiền để sống. Đó, còn tôi á, là tôi không có lên. Tôi lên vì sự nhớ nhung của khán giả, và tôi lên vì sự yêu thương, và tôi lên vì sự khán giả yêu cầu nhờ tôi giúp đỡ. Thì cái đó tôi phải lên liền để mà có thể xin được. Ví dụ như có cái trường hợp của cái em mà bị tai nạn ở bệnh viện Chợ Rẫy, mà cái em mà chạy xe cấp cứu ở dưới Tiền Giang đó quý vị, thì nửa đêm có một cái em nhắn tin đến tôi nhờ tôi là kêu gọi để mới có tiền để cấp cứu cho em ấy. Thì bắt buộc tôi phải lên liền quý vị, chứ nếu như mà thôi em ơi chờ vài ngày nữa rồi lỡ nhiều khi người ta không có tiền người ta chết sao quý vị. Đó, thì bắt buộc tôi phải lên liền để mà tôi đi xin, để tôi đưa những cái thông tin đó để cho tất cả những mạnh thường quân thấy được, để chung tay để giúp đỡ cho em ấy. Và cái trường hợp của cái cháu Trinh cũng vậy đó quý vị, thì tôi phải lên liền chứ quý vị, lên liền mới có tiền cho cháu ấy đi chữa trị bệnh là tràn dịch phổi. Rồi trong cái trường hợp của cháu Bình ở Vĩnh Long cũng vậy, là hiện tại bây giờ là đang kháng cáo và cần cái số tiền để thuê luật sư để mà bào chữa cho cháu để lên kháng cáo trên tòa án tối cao. Thì những đó cần lên gấp không quý vị? Cần lên gấp tôi mới lên, chứ nếu không tôi đâu có lên làm gì quý vị. Tuần lễ 6-7 ngày tôi mới lên một clip. Thì những kênh YouTube đó thừa biết rằng tôi có làm kiếm tiền sống nhờ YouTube hay không. Và tôi nói bất kỳ một cái drama nào mà tự nhiên cái lâu lâu cái nó lòi ra thêm một người, cái lô binh vực mạnh thiệt là mạnh đó quý vị, cái bắt đầu lòi ra cũng làm YouTube. Cái bắt đầu là trong cái vụ mà drama này tôi nói lòi ra rất là nhiều người quý vị. Nào là nick ảo, mới đầu là chỉ viết xì ta tút thôi, giống y như là anh Lê Tính bên Mỹ cũng vậy quý vị. Đầu tiên chỉ là lên viết xì ta tút thôi quý vị, rồi bắt đầu cái viết ta nói bài nào bài đó dài thòn lòn, cái có được cái sự quan tâm của khán giả, rồi bắt đầu kêu gọi qua làm YouTube. Đó, nó là vậy. Bởi rõ ràng là khi đến, đừng có dùng cái từ với tôi là đến vì yêu thương mà đến, mà phải nói đến vì tiền, vì lợi. Tại vì chính bản thân tôi hồi cái lúc đầu tiên khi tôi đến cái drama này là chả có ai biết đến drama này cả, và cũng không ai ngồi phân tích cái vụ này hết trơn. Chỉ có những kênh YouTube là đến quay thực tế ở trên mộ mà thôi. Chỉ có những kênh đó mà thôi. Còn ngoài ra có một mình tôi là người lên tiếng nói đầu tiên, nói về phân tích trong cái vụ này. Sau đó bắt đầu cái lời ra người này, cái lời ra người kia, nói là yêu thương đồ dữ lắm, binh vực dữ lắm. Nào là nói người nhà rồi quen biết rồi bảo vệ rồi tù lưa hết. Đó, thì bây giờ á là anh Lê Tính đây quý vị, thì có một cái vị khán giả này lên là viết cái bình luận trên cái kênh của cái anh Thám Tử Lùng nha quý vị. Đó, thì viết cái bình luận để lại như thế này, nói về anh Lê Tính: kính gửi Thánh Ăn Dạ Lê Tính. Thánh Ăn Dạ luôn đó quý vị. Và phải nói là trên cái kênh của các em Thám Tử Lùng đó quý vị, thì với anh Lê Tính là một cái người rất là thân với nhau, có thể like trực tiếp ở trên live với nhau đó quý vị. Thì làm sao mà trên cái kênh của em Thám Tử Lùng mà lại lên xúc phạm anh Lê Tính như thế này, đúng không quý vị? Là tại vì người ta đã nhìn ra trong cái vấn đề này, và thật sự ra là trong cái câu chuyện này nó không còn những cái đề tài nào hết, bắt đầu môi móc những người đồng đội với nhau đó quý vị. Thì cái bình luận đó để lại như thế này đây quý vị: giờ lành đã đến, dành cho Thánh kể công, lặt vặt bắt đầu. Sao Lê Tính nói đến vì yêu thương vô ơn, vì cố nghệ sĩ. Giờ Lê Tính lại nói gây áp lực cơm áo gạo tiền, để Lê Tính lên like nói về chị vô ơn vậy. Nếu Lê Tính không có tiền, sao không đi kiếm việc làm đi? Vậy nói tóm lại, Lê Tính đến cái drama này làm YouTube để kiếm tiền mưu sinh, nhưng lại muốn người khác mang ơn, thích kể công lặt vặt, luôn tỏ ra là người cao thượng, là vì thương yêu mà đến. Đó, cái câu này quý vị, bởi cho nên là tôi rất là dị ứng, và tất cả những người trên cộng đồng mạng là bây giờ là rất là dị ứng về cái câu vì yêu thương mà đến đó quý vị. Giờ Lê Tính lại nói như thế này, thì Lê Tính tự giả vào mặt mình, tại sao chú đòi bem người ta cho đến khi chết vậy? Là chú Lê Tính này đòi bem ai ta? Tại vì thật ra là mình không có theo dõi những con người đó, mình không có thèm coi, cho nên là mình không biết là trong cái thời gian gần đây là anh Lê Tính đã xích mích với ai và đã có những vấn đề gì thì mình không biết nha quý vị. Đọc tiếp: chú lên giải thích xì ta tút lan man khi cộng đồng mạng phát hiện chú có cái gì đó biểu hiện trong lời nói.
thì chú nhảy đành đạch lên như là nước sôi đổ vô trong háng. Ok, chú cứ ở nội bộ, YouTuber của chú đi. Chú kêu không gây hại cho con vô ơn. Giờ chú Lê Tính lại lên nói, cuối cùng chị vô ơn có nhà, chú thì không có nhà gì cả, làm sao? Là giúp đỡ không lợi ích, dữ chưa? Là yêu thương không gây hại, dữ chưa? Đó, tức là bây giờ là anh Lê Tính lên nói á, anh ta là lên giúp đỡ như vậy, trong khi đó là nói là em vô ơn là có nhà, nhưng riêng bản thân anh thì không có nhà. Ủa, nói vậy là sao ta? Đó, thì đó, cho nên là trước đây tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, những người mà đi binh vực bảo vệ cho em vô ơn phải dòm xem lại mình, trong đó bản thân mình đi mướn nhà để ở nè, bản thân mình không có nhà để ở mà lại đi bảo vệ một cái đứa có một cái căn nhà, đất đai cha của nó để lại hàng trăm tỷ, vô lý không quý vị? Là bây giờ chính miệng anh Lê Tính lại mở miệng ra nói như vậy. Vậy thì từ trước tới bây giờ khi anh đến cái drama này thì có thật sự trong lòng của anh yêu thương để giúp đỡ, hay là anh bám vô trong cái vụ việc này để anh kiếm cơm? Tại vì bây giờ chính miệng anh nói rồi mà, anh thì không có nhà, mà trong khi đó em vô ơn lại có nhà đàng hoàng để ở. Vậy thì cái người không có nhà đi binh đi bảo vệ cái người có nhà, cái người ăn đầy đủ, cái người đang đói khát không có cơm để ăn, đi bảo vệ, đi binh vực cái người đang ăn sung mặc sướng thì có vô lý không? Đúng không quý vị? Đọc tiếp nè. Tạm đặt tên cho anh Lê Tính là Thánh Kể. Thánh Kể công lặt vặt, tên thường gọi là Thánh Ăn Dạ. Cộng là xin với là Thánh Bú Phen Đờ Đa Ma. Xin lỗi, tôi khinh, thua thằng con nít. Già rồi không nên nết, già rồi không đáng kính. Nói tóm lại là bớt kể lễ, bớt so sánh, bớt ăn dạ lại đi ạ. Đó, trời đó ơi, anh Lê Tính ơi. Đó, anh lên đồ anh làm, anh dữ lắm, anh nói bằng cái miệng không à. Bởi tôi nó mới nói á, là trên xã hội hoặc là thực tế bên ngoài, hoặc là đi lên trên mạng, nó cũng phải thực tế nha quý vị. Nó cũng phải trung thực, chứ không phải nó lên trên mạng là nói dốc nói xạo là được nha quý vị. Đến một thời gian nào đó thì khán giả họ sẽ nhìn ra mà thôi. Vậy thì tại sao trên cái kênh của các em Thám Tử Lùng phân tích cái gì về anh mà để cho khán giả của Thám Tử Lùng vào chửi anh như vậy hả anh Lê Tính? Đó, Thám Tử Lùng là bạn thân của anh đó, anh đang ca ngợi, trong khi đó là cái lúc đầu tiên tôi không biết, tôi tưởng đâu là anh yêu thương thật. Tại vì tôi không biết là bên cuộc sống bên Mỹ của anh như thế nào. Tại vì đa số là không phải kênh YouTube nào cũng giống tôi, là lên ngồi nói như thế này xong rồi quay cái cuộc sống gia đình của mình, thì ít có kênh YouTube nào làm như vậy. Cho nên không thể nào biết được cuộc sống riêng tư cá nhân của những kênh YouTube đó như thế nào. Thì lúc đó tôi cũng không biết là cái cuộc sống cá nhân của anh Lê Tính ở bên Mỹ ra sao. Cho nên tôi nghĩ rằng chắc có lẽ là anh cũng làm trong nghề nghệ thuật, nghệ sĩ thì quen biết với lại anh cố nghệ sĩ, cho nên là yêu thương bảo vệ thật, tôi nghĩ như vậy. Thì lúc đó là anh có kết bạn Facebook với tôi đó quý vị. Thì tôi thấy anh có lên trên kênh của em Thám Tử Lùng, thì tôi có cảnh cáo anh, tôi nói là anh nên cẩn thận với lại cái người này đó. Thì anh ấy nói là anh chỉ lên giao lưu cho vui vậy thôi. Ai ngờ á, là hả, anh kết hợp với lại em Thám Tử Lùng để mà kiểu như giúp đỡ cho cái cách mà làm kênh YouTube đồ này kia đó quý vị. Thì thật sự ra nếu như mà mình là một cái người mà làm kênh đàng hoàng đó quý vị, mà trung thực, làm YouTube kiếm cơm, đó là một chuyện rất là tốt. Tại chính bản thân của tôi cũng đã động viên rất là nhiều người, tôi cũng đã hỗ trợ và giúp đỡ rất là nhiều người để làm kênh YouTube để kiếm tiền quý vị. Tại vì vốn dĩ là họ không có nghề nghiệp, thì bây giờ là theo bất kỳ một cái drama nào đó giết xì ta tút chi cho mắc công, tại vì cũng là nhức đầu suy nghĩ đồ này kia, hay gì bây giờ mình lấy những cái suy nghĩ đó để mình nói lên thành tiếng nói của mình để mình kiếm tiền đó. Thì tôi nếu như mà làm YouTube chân chính tôi vẫn ủng hộ nha quý vị. Điển hình như là tôi đã động viên và tôi kêu em Nguyễn Đăng Vlog đó là làm kênh YouTube. Và bây giờ nói tới em Nguyễn Đăng thì tôi mới nhớ quý vị, thì á là có rất là nhiều kênh YouTube giật tích nói là Nguyễn Đăng là đệ tử của tôi, rồi nào nói là đàn em của tôi, giật tích nói như vậy đó quý vị. Dùng cái từ đệ tử với đàn em là chỉ có giang hồ mới dùng những từ đó. Và tôi nói cho tất cả các anh em YouTube rằng tôi không phải là giang hồ hay giang hán gì cả, tôi cũng không phải là chị đại gì cả, thì đừng có dùng cái từ là em út hay là đệ tử hay là đàn em của tôi. Tôi chỉ là giúp cho em ấy để làm kênh YouTube mà thôi. Và thấy em ấy là đi qua bên phía nhà của anh chú Bảy, và thấy qua bên nhà của chị cô Sáu đó, thì qua bên đó là cái nghĩ rằng là đồng bọn của tôi, tức là tôi cũng giống em ấy, tôi chỉ hỗ trợ và tôi giúp cho em ấy làm kênh YouTube. Còn em ấy muốn qua lại với bất kỳ ai, em ấy muốn làm bất kỳ một cái gì, em ấy muốn làm đề tài gì, đó là chuyện em ấy, tôi không can thiệp. Chứ đừng có thấy em ấy quan hệ với người nào là người đó quen với tôi, không phải vậy nha quý vị. Và em ấy qua lại với ai làm YouTube, và trong cái drama này là tôi là người có dính líu vào với em ấy, không phải quý vị. Tại vì
tôi rất là tôn trọng những cái việc làm của những người đó, xin miễn là đừng có đụng chạm và đừng có gây hại đến tôi là được. Còn ví dụ như em Nguyễn Đăng Vlog, em ấy có qua lại bên phía vợ chồng của anh chú Bảy, qua lại bên phía của gia đình mẹ con của em ca sĩ, thì nó không có liên quan đến tôi. Tôi không thể nào tôi cấm cản em ấy được. Tại vì đó em ấy làm, em ấy lấy thông tin để em ấy kiếm cái chén cơm để nuôi con của mình. Tôi đâu có nuôi em ấy được. Tôi chỉ có thể chỉ dạy cho em ấy cái cần câu. Còn chính đi cần câu để kiếm cá, kiếm mồi là chính bản thân em ấy là người kiếm. Tôi chỉ dạy cho em ấy làm cái cần câu mà thôi. Đó, thì cái việc em ấy tiếp xúc với ai, em ấy làm bất kỳ một cái gì tôi không cấm được. Tại vì đó là em ấy đang lấy thông tin để em ấy lên làm clip để kiếm tiền. Bây giờ tôi cản em ấy thì em ấy trả lời với tôi là chị có nuôi sống gia đình em không? Chị có nuôi con cái em được không? Thì lúc đó tôi nói như thế nào? Cho nên đừng có quy tội, quy chụp vô là ừ em ăn, em đang đi với ai và gặp gỡ người nào là cho rằng là những người đó là tôi quen. Không phải nha quý vị. Đó, cho nên có rất là nhiều kênh lên giật tích nói rằng là tôi về phe của em ca sĩ, rồi tôi nhận tiền của em ca sĩ hàng tỷ đồng để mà quay xe. Sao mà có thể giật tích một cách vô đạo đức như vậy? Hay là chính bản thân của các kênh YouTube đó, nếu như mà được trả tiền như vậy là sẽ quay xe, đúng không quý vị? Mình như vậy cho nên mình mới nghĩ người khác là như vậy. Cho nên trong cái vấn đề này, tự nhiên tôi sực nhớ tới em đăng, có những kênh YouTube khác nói là em đăng là đàn em của tôi, là đệ tử của tôi đó quý vị. Những cái từ đó chỉ dành cho giang hồ với lại đại ca, đại tỷ đồ thôi. Còn tôi không phải nha quý vị. Rồi, tiếp theo trong cái câu chuyện của các anh Lê Tính đây quý vị, thì bây giờ tôi mời mọi người nghe chính diện anh Lê Tính nói như thế này, thì để coi là mọi người có nhận xét về cái câu chuyện mà những người mà làm kênh YouTube sau này có phải thật sự yêu thương cái em Vô Ân, hoặc là thật sự yêu thương em ca sĩ hay không nha quý vị. Tất cả chỉ vì làm YouTube thôi nha quý vị. Rồi tôi mời mọi người cùng nghe nha. Tôi lấy cái gì tôi ăn? Tôi lấy cái gì tôi ăn để tôi đói? Tôi lấy cái gì tôi mua phấn son để tôi make up? Tôi lấy cái gì để tôi trả tiền nhà để tôi ngồi để tôi nói chuyện cho Hồng Loan? Và cuối cùng khi có kết quả thì Hồng Thị Loan và Hồng Thị Ve, một người thắng một người thua, một người có nhà một người mất trắng, còn chúng tôi không được gì cả. Vậy thì tôi hỏi anh Lê Tính nè, nếu như mà anh so đo ra cái vấn đề mà trong cái vụ việc này, khi mà lên để ngồi làm YouTube để cho tất cả quý vị cùng xem, thì nếu như mà tôi không vì kiếm tiền YouTube á, là tôi lấy cái gì tôi mua, rồi tôi lấy cái gì để tôi trả tiền nhà, tôi lấy cái gì để tôi mua phấn son để mà tôi lên tôi ngồi đây để tôi phục vụ tất cả quý vị khán giả. Trong câu chuyện này thì sau này là cái bên phía cái em con của nghệ sĩ thì thắng hay thua, rồi bên xía cái người cháu của người nghệ sĩ đó thắng hay thua, một người có nhà một người không có nhà, còn tôi không có nhà, vậy thì chúng tôi được cái gì? Sao dùng cái từ chúng tôi là ai nữa, bè phái với ai nữa? Vậy là không phải một mình anh phải không? Vậy là có thêm những người bè phái hay sao, cho nên là anh mới dùng cái từ là chúng tôi, đúng không quý vị? Vậy thì bây giờ từ đầu anh cứ nói là anh làm YouTube kiếm tiền đi, anh đừng có tỏ vẻ ra là mình là một cái người mà vì yêu thương mà đến. Sao giờ tự nhiên kể vậy? Vì lý do này, bởi tôi cá với anh là tôi kêu anh đóng kênh YouTube, tôi kêu anh đóng kênh YouTube anh đâu có dám, tại vì đó là chén cơm của anh, còn kênh YouTube này không phải là chén cơm của tôi, cho nên anh đâu có dám. Vậy thì anh có cái gì để mà anh lên anh mở miệng mà anh dạy đời tôi, hoặc anh đè anh nói xấu tôi, hoặc là anh chửi tôi? Anh nói tôi là một cái người bám theo cái em Vô Ân để kiếm tiền YouTube, tôi là một cái người quay xe đồ này kia. Vậy thì đó, bây giờ dòm vô là ai là một cái người để mà bám vô trong cái câu chuyện này để kiếm ăn vậy anh? Bản thân tôi là tôi không cần kiếm ăn cái vụ này. Tôi nói thì dĩ nhiên có trời Phật làm chứng, tôi đến cái drama này vì tôi yêu thương, vì tôi nghĩ rằng là em Vô Ân này là con ruột. Lúc đó tôi lên tôi phân tích, tôi nói là dù là con nuôi nhưng giấy tờ hợp pháp vẫn thừa hưởng. Tôi nói cái miệng tôi như vậy nhưng trong thâm tâm của tôi nghĩ rằng em Vô Ân này là con ruột, cho nên tôi mới binh cỡ đó đó. Tôi nghĩ em ấy là con ruột mà bị cô chú của mình đối xử như vậy, đó là quá ác. Cho nên tôi lên tôi binh vì cái tâm của tôi thương, tôi binh. Sau này tôi phát hiện ra tôi binh không đúng cho nên tôi dừng lại. Nếu như mà tôi vì chén cơm manh áo giống y hệt như anh là tôi phải tiếp tục, tại vì thời điểm đó view tôi rất cao. Kiếm tiền, nếu như mà nói kiếm tiền YouTube thì tiền rất là nhiều. Tại sao tôi không lợi dụng vô cái đó để tôi làm tôi kiếm tiền? Nếu đặt trường hợp là anh, tôi bảo đảm anh sẽ bám theo. Tại vì anh sống nhờ vào cái YouTube để anh kiếm cơm mà. Còn tôi là không nha. YouTube là niềm vui, chứ không phải YouTube là chén cơm. Cho nên vì thế tôi đứng lên, tôi nói với anh là bây giờ anh nói tôi là bu vô trong cái drama này để kiếm view. Thì tôi nói là nếu như nói như vậy thì bây giờ tôi với anh cá độ với nhau 100.000 đô để khóa cái kênh YouTube này lại trong vòng 1 năm. Không ai được nói đến bất kỳ cái gì trong drama này, anh đâu có dám. Anh đâu có dám nhận cái kèo đó với tôi. Tại vì thực chất là anh nhờ vô cái kênh YouTube này anh kiếm cơm.
Còn bản thân tôi là không phải. Bản thân tôi không cần cái kênh YouTube này để sống. Đó, bây giờ lòi cái bộ mặt ra. Vậy là anh đến là vì chén cơm manh áo. Anh đến vì tiền nhà. Giờ tự nhiên anh lên anh kể lễ, anh nói là khi mà thắng kiện một đứa được nhà, một đứa không được nhà. Còn chúng tôi được cái gì? Ai mượn anh nhảy vô anh nói kiểu vậy? Trong khi đó là anh làm YouTube mà. Anh vô anh làm YouTube thì anh nói làm YouTube đi. Đừng có nói tôi quen biết. Hay là cái em vô ơn đó là con nuôi hợp pháp. Anh lấy cái gì để chứng minh? Trong khi đó là theo như tôi biết đó, là anh chả quen biết gì hết trơn với lại anh nghệ sĩ. Chỉ là diễn hoặc là gặp nhau một hai lần vậy thôi, chứ chưa có gọi là quen biết nữa, chứ đừng có nói là bạn thân. Vậy mà anh lên anh đè anh nói dốc, anh nói là anh là một người rất là thân với lại gia đình. Anh là người trong gia đình. Bởi cho nên hồi cái lúc đầu tiên tôi có nói với em vô ơn, tôi nói là em ơi, có cái anh Lê Tính quên Mỹ là anh lên anh binh em, anh bảo vệ em dữ lắm. Thì lúc đó tôi thì khi mà yêu thương mà quý vị, và tôi thấy người nào mà binh giật em vô ơn là tôi vui hả quý vị, là tôi thương. Đó, thì tôi mới nói cho em vô ơn nói rằng là anh Lê Tính đang binh em dữ lắm. Em vô ơn trả lời anh câu biết như thế nào không quý vị? Coi chừng lợi dụng không chị ơi. Đó, em vô ơn nói như vậy đó. Thì bây giờ công nhận vô ơn nó hay thiệt. Bởi tính ra là thật sự ra là tôi còn khờ nha quý vị. Tôi rất là khờ, tôi còn khờ hơn em vô ơn nhiều. Về cái kinh nghiệm thực tế mà dòm người hình như tôi còn tệ lắm đó quý vị. Đối với lại em vô ơn, em ấy còn có kinh nghiệm hơn tôi. Em ấy nhìn vô là biết là anh Lê Tính không phải là vì yêu thương mà vì vụ lợi mà đến. Là em ấy nói, mà hồi lúc đó em vô ơn nói như vậy tôi không chịu đó quý vị. Tôi nói là anh Lê Tính là người bảo vệ em thật lòng. Lúc đó tôi tin là như vậy đó quý vị. Ai ngờ bây giờ lòi ra hết trơn. Lòi ra hết trơn rồi bắt đầu là giờ hết đề tài. Bắt đầu là người trong nội bộ với nhau, người trong cùng tem với nhau, người trong gọi là cùng bảo vệ một người, nói gì cần một phe với nhau đó. Giờ đem ra môi móc để phân tích với nhau. Kỳ cục quá trời quá đất không quý vị. Đó, thấy ghê không? Vậy thì anh Lê Tính rõ ràng rồi hen. Rồi để đây đi quý vị. Từ từ nó sẽ lòi ra những kênh này là như thế này. Từ từ nó sẽ lòi ra những kênh khác. Nói về cái vấn đề là cái kênh của Trang Mobi đó quý vị. Đó, thì cái kênh của em ấy, rồi kênh em Thám Tử Lùng, rồi cái kênh của Mặt Trời Lặn đó quý vị. Thì những kênh đó nói là dù có cỡ nào cũng bảo vệ em vô ơn đến hơi thở cuối cùng. Và trong cái bình luận, trong cái đoạn clip của tôi phần 90, phần 89 gì đó, cũng có một người khán giả vô nói là trước đây tôi nói là tôi sẽ bảo vệ em vô ơn đến hơi thở cuối cùng. Tôi nói câu đó hồi nào vậy? Chưa bao giờ tôi mở miệng ra tôi nói câu đó nha quý vị. Tôi chỉ bảo vệ gia đình tôi đến hơi thở cuối cùng mà thôi. Tôi chỉ bảo vệ gia đình tôi, con cái tôi, chồng con tôi đến hơi thở cuối cùng. Còn đối với tôi, người dân là không ai đủ điều kiện và cũng không ai đủ tư cách để tôi mở miệng ra. Tôi nói cái câu là tôi sẽ bảo vệ một người đó đến hơi thở cuối cùng làm gì có. Tự nhiên quy chụp cho tôi vậy. Chưa bao giờ tôi nói câu đó. Còn những người nào mà thốt lên nói câu đó là toàn những người xạo không đó quý vị. Xạo, nó dốc. Làm gì có vụ người dân đứng ra bảo vệ hơi thở cuối cùng. Đó. Thì cái câu đó là cái câu dành cho những cái kênh là Mặt Trời Mới nè, những cái kênh em Thám Tử Lùng nè, những cái kênh em Mobi nè hen. Đó, rồi kênh của anh Lê Tính nữa đó quý vị. Đó, nói là bảo vệ em vô ơn đến hơi thở cuối cùng. Vậy thì giờ bảo vệ dữ chưa? Ăn cắp cái câu này của em Nha Khoa, bảo vệ dữ chưa? Đó, bây giờ bắt đầu lên kể lễ. Còn nói về cái vấn đề á, mà dạo gần đây á, tôi biết nha quý vị, mà tôi chẳng cần quan tâm, tại vì vấn đề đó đối với tôi nó là dạng như rác rưởi rồi. Đó, là cũng là cùng phe với nhau. Thì cái em mà cờ cảnh với lại em Thám Tử Lùng đồ đấu đá với nhau đó, nếu như thật sự mà cái em Mã Lai này đó quý vị, mà nếu như mà muốn bảo vệ cho hai bên, tức là tin tưởng cả hai bên, nhưng mà bây giờ là họ không cùng quan điểm, họ cãi lộn nhau, chỉ cần là em Mã Lai mở miệng lên nói một tiếng một duy nhất thôi, là nói với lại cái em cờ cảnh là em không nói nữa, chị không muốn em nói về vấn đề này. Thử coi em cờ cảnh dám nói không quý vị. Rồi, em Mã Lai điện thoại với lại em Thám Tử Lùng nói là chị không muốn tụi em đấu đá với nhau để cho bên kia nó cười, tụi em nhịn vì chị, hoặc là tụi em không được nói. Tôi bảo đảm quý vị là không kênh nào dám lên nói. Nhưng trong vụ việc này thì em ấy nói là em ấy ở ngoài cuộc, em ấy không quan tâm về vấn đề đó. Nhưng thực chất ra là em ấy đang động viên hai em đó. Hai em là trong giới LGBT đó quý vị, hai em đó. Thì em ấy đang cho cái động lực của hai em đó để lên đấu lại với lại em Thám Tử Lùng và cho vào tấn công cái trang của cái em Mobi đó. Thì tôi thử hỏi quý vị là trong cái câu chuyện giữa hai bên mà đấu đá với nhau thì em Mã Lai này chọn ai? Thừa biết là em Mã Lai này chọn hai cái em LGBT kia rồi quý vị, không có chọn bên đây. Nhưng cái em Mobi vẫn lên nói rằng là tôi tin rằng là em Mã Lai không có xúi dục bên kia, không có xúi dục fan của mình vào tấn công tôi đâu. Tôi tin là như vậy. Tại vì sao? Tại vì chính bản thân của em Mobi và em Thám Tử Lùng và cái kênh Mặt Trời Lặn đó quý vị, không dám nói thẳng. Không dám nói thẳng, tại vì chỉ cần nói thẳng
ai cũng được, nhưng mà nói động tới em Mã Lai đó quý vị là coi như là bị tấn công, là coi như là bỏ. Nếu như ai làm nghề YouTube để kiếm cơm ăn thì không bao giờ dám đụng em Mã Lai. Tại vì trong cái câu chuyện drama này, em Mã Lai là trời quý vị. Em Mã Lai giống y như gọi là hoàng thượng, thánh thượng đó quý vị. Chỉ cần em Mã Lai nói cái gì là cái kênh đó sẽ chết. Nếu như xác định mình làm kênh YouTube thì không kênh YouTube nào dám chống đối em Mã Lai cả. Cho nên dù biết rằng là em Mã Lai âm thầm ở đằng sau là ủng hộ hai cái kênh kia để tấn công mình, nhưng không bao giờ dám lên nói em Mã Lai một tiếng nào. Vẫn nói tin tưởng rằng là tôi tin rằng là em Mã Lai không bao giờ xúi dục fan vô tấn công kênh của tôi. Tôi tin rằng mà dù cỡ nào đi chăng nữa thì tôi cũng đứng ra bảo vệ em vô ơn cho đến cùng. Trời đất ơi, bị tấn công quá trời, còn phải nói câu đó tại dớp lại phải năn nỉ chứ quý vị. Chứ mà nói lên câu mà chơi thẳng cái là khán giả vô tấn công là cái là coi như hết làm nghề sao. Chỉ có xác định là không nhờ kênh YouTube sống như tôi thì mới dám đứng lên nói thôi quý vị. Còn nếu như sống vào cái nghề kênh YouTube giống y như em Thám Tử Lùng nè, Mặt Trời Mới nè, rồi em Mobi đó quý vị, là mỗi ngày lên like để lấy tin tức, để lấy tin tức để lên mà lên like để mà sống, thì làm sao bây giờ dám nói được quý vị. Cho nên những kênh đó là đã xác định là biết là em Mã Lai đã chọn ai rồi, nhưng không dám quật lại quý vị, không dám nói thẳng ra quý vị. Giống như em Thám Tử Lùng đó quý vị, thừa biết rằng là em Mã Lai đứng đằng sau lưng để cho cái thằng Cờ Cảnh nó chơi mình, nhưng không bao giờ dám lên mà phân tích nói nó nữa quý vị. Nói chừng vài cái thôi chứ không bao giờ nói. Quay trở lại nói tôi tiếp, nói tôi là cái view của tôi nó thấp, rồi cái view của tôi đi so sánh, cái view của tôi nó thấp đi so sánh với lại cái kênh của luật sư Vlog, rồi so sánh tôi với lại cái kênh của em Mobi. Thật ra như là kiểu như là nó hết cái chủ đề rồi, bắt đầu đem ra môi móc để phân tích. Em phân tích cái kiểu gì? Trong khi đó là trong cái vụ việc của các em vô ơn, là tôi thấy là những cái gì tôi binh vực là không đúng. Những gì mà tôi lên tôi nói là hình như sai hoàn toàn, cho nên là tôi đã xóa hết 65 clip. 65 clip mà trong vòng gần 9 tháng thì biết bao nhiêu view không? Tức là tôi xóa là hết mười mấy triệu view đó quý vị. Tại vì cái kênh của tôi em ấy vô phân tích nói rằng là tôi chỉ có 15 triệu view. Có 15 triệu view là thua xa những kênh kia. Trước đây á, là tổng cái view của tôi đó quý vị là tới gần 29 triệu view lận, mà giờ còn có 15. Tức là tôi đã xóa hết 14 triệu view rồi quý vị. Tức là trong cái 65 clip đó là 14 triệu view tôi đã xóa. Tôi không quan tâm, là tại vì nếu như mà tôi cũng đã nói rồi, là nếu như mà làm một cái kênh YouTube mà xóa liên tục trong vòng 64 clip là coi như cái kênh nó vứt đi đó quý vị. Thậm chí là bây giờ đăng clip lên nó không có view luôn, không có ai coi. Tức là YouTube nó không có đề xuất, nó nói là kênh này đang có vấn đề, nó không đề xuất đến cho khán giả người xem. Mà kênh của tôi vẫn được 40-50 ngàn view đó quý vị. Tức là tôi có cái sự quan tâm yêu mến của khán giả, họ tự tìm vô trong cái kênh của tôi để họ xem, chứ không được YouTube đề xuất nha quý vị. Đó, thì nếu như cái người mà sống nhờ YouTube là người ta không bao giờ dám xóa thì coi như mất chén cơm người ta rồi quý vị. Người ta không binh vực tiếp nhưng cái clip đó người ta vẫn để, chứ người ta không xóa. Tại vì nếu như xóa clip là coi như là cái kênh đó của mình đó quý vị, là coi như giống như nó chết rồi vậy đó. Mà tôi vẫn quyết định tôi xóa, thì thừa biết rằng tôi có vì tiền mà đến không quý vị? Tôi có vì mục đích để kiếm tiền YouTube mà đến không quý vị? Nếu như mà tôi là một người làm YouTube để sống á, thì bây giờ tôi không nói nữa, nhưng những cái clip đó tôi vẫn để quý vị, nhưng tôi không binh vực nữa là được. Thì cái kênh của tôi nó vẫn còn an toàn quý vị. Còn này đằng này tôi xóa hết. Vậy mà em Thám Tử Lùng lên nó là phân tích, nói là cái view của tôi thấp hơn. Mà ví dụ này giờ có thấp hơn đi chăng nữa cũng có làm sao đâu em. Chị đâu có so sánh gì vấn đề đó, và chị cũng không cần cái view của chị cao hơn. Hiểu không? Thì đi so sánh như vậy để làm cái gì? Em phân tích như vậy để có mục đích gì? Và những người khán giả đang theo dõi em đang cần cái gì về cái vấn đề em đang phân tích, về cái view của cái kênh chị, đúng không? Quá trời quá đất luôn. Chị đã nói rồi, em là một cái người mà cho rằng khán giả của em á, cho rằng là em là một cái người phân tích online rất giỏi, một cái người thám tử online, như là một người công an online rất giỏi. Vậy thì bây giờ chị nhờ em phân tích về cái vấn đề của em Mã Lai mà bị truy nã bên Mã Lai đi. Em phân tích về vấn đề đó đi. Em phân tích về em đi làm thám tử nè, em đi truy lùng coi là cái lý lịch của em Mã Lai đó như thế nào, và cuộc sống của em Mã Lai đó ra sao, và hiện tại công việc làm ăn của em Mã Lai đó như thế nào. Chị nhờ em luôn đó. Tại vì em là một người thám tử giỏi, một cái người công an online giỏi, thì tại sao em không làm vấn đề đó? Cái đó mới cần để cho em đi khai thác, để em đưa đến khán giả của em. Còn cái việc của chị là một người rất là bình thường, chị không có làm nổi trên cộng đồng mạng, và chị cũng không giả tạo để đi giúp người khác, và chị cũng không bỏ gia đình, không bỏ con cái để đi giúp người khác. Vậy thì em đem chị ra em phân tích để làm cái gì, đúng không?
Phải chi bây giờ chị lên chị làm nổi một cái gì đó thì mà em mới đem chị ra phân tích. Còn vấn đề chị view thấp hay gì đó không có liên quan. Bây giờ em giỏi nè, chị nhờ em luôn đó. Nếu thật sự em điều tra ra được cái vấn đề em mã lai, em điều tra ra em trả lại cái sự trong sạch, nếu như mà em nói em binh em mã lai, đúng không? Thì bây giờ em điều tra đi, em điều tra coi thật sự là em mã lai bị cái tội gì mà lại bị truy nã ở bên mã lai đó. Em điều tra ra đi, nếu như thật sự em binh vực thì em sẽ điều tra, em trả lại cái sự trong sạch cho chị mã lai của em đi, thì em mới là một người thám tử, em mới là một người giống y như là công an online. Những việc đó mới cần em đi moi móc, mới cần em đi tìm tòi ra. Những cái việc mà em tìm tòi cái chuyện riêng tư của chị đều có thể đáp trả lại em, chị đều có thể đưa ra bằng chứng và phản bác lại em về vấn đề đó. Đó, bây giờ em đi làm về vấn đề em mã lai đi, chị đang ủng hộ em luôn và ủng hộ hai tay hai chân. Rồi tiếp theo cái bình luận này đây quý vị, mã lai là vợ của thủ tướng của mã lai đó chị. Có vợ của thủ tướng mới có quyền như vậy. Biết tại sao cái vị khán giả này vào bình luận như thế này không quý vị? Là tại vì em mã lai có đăng một cái status lên, nói rằng là khi mẹ máy vào nhà để rinh kép sắt của cái người đó là được sự cho phép, là được cái giấy chấp thuận của công an địa phương và được công an địa phương hộ tống em ấy đi vào nhà dân để rinh kép sắt luôn. Đó. Thì khi mẹ máy đăng cái status đó lên thì cái vị khán giả này vô mới nói như vậy đó quý vị. Chỉ có vợ của thủ tướng Mã Lai thì mới có quyền đi vô nhà dân rinh kép sắt mà được công an Mã Lai hộ tống đi thôi. Còn đằng này em Mã Lai là ai? Cho nên người ta cười vô mặt đó quý vị. Nói xạo, nói dốc mà nói không có trí tuệ và nói không có logic đó quý vị. Cho nên người ta cười là cái bình luận của vị khán giả này nói như vậy đó. Trời ơi, mỗi lần lên nói là bị người ta bắt bài. Mỗi lần lên nói là bị người ta bắt nói chuyện vô lý, bịa đặt. Giống y như trong cái câu chuyện của cái em mà vô ơn đó quý vị. Thì hồi cái lúc mà mình yêu thương, tôi thú thật quý vị là tôi cũng có một cái khuyết điểm như thế này. Một khi mà tôi yêu thương một người nào đó, cái tự nhiên cái là cái gì mình cũng thương quý vị. Mình không có biết, mình không có soi ra được cái điểm xấu. Cho nên người ta mới dùng cái câu là, ngày xưa người ta dùng cái câu này rất là đúng nha quý vị. Khi thương thì trái ấu nó cũng tròn. Lúc thời điểm đó tôi thú thật là tôi rất là thương em vô ơn quý vị. Tôi thương vậy vì tôi tin trong lòng tôi là em ấy là con ruột. Thì bây giờ bắt đầu mình mới ngồi lại mình xem. Hồi trước là cái buổi họp báo của cái em ca sĩ đó quý vị, thì mình coi cái gì mình cũng ghét hết. Mình coi cái gì mình cũng nói em ca sĩ nói xạo hết trơn. Mà bây giờ khi mà mình ngồi lại mình suy nghĩ đó quý vị, suy nghĩ giữa bên phía em ca sĩ họp báo và giữa bên phía em vô ơn họp báo, thì em vô ơn này có nói một cái câu như thế này. Em ấy kể là hồi lúc 15 tuổi đi về hỏi ba là ba ơi con có phải là con nuôi hay không, thì ba mới trả lời một cái câu là trong ADN của con có ADN của ba. Tôi thú thật với lại quý vị, hồi lúc đó mình thương mình không có suy nghĩ cái câu đó. Nhưng bây giờ mình suy nghĩ lại câu đó là một câu nói dốc, mà nói dốc rất là ngu quý vị. Là tại vì nếu như mà về hỏi ba mình, thì tất cả những người ba, người mẹ đó, người ta chỉ trả lời với con người ta là con là con ruột của mẹ, hoặc là con là con ruột của ba là được. Chứ ai mà lại đi trả lời một cái câu là trong ADN của con có ADN của ba. Hồi lúc đó nó mới 15 tuổi. Tôi thú thật với lại quý vị là có những đứa tới 20 tuổi nó cũng chưa biết cái từ ADN là cái gì đó quý vị. Thì làm gì có cái vụ mà mới 15 tuổi về hỏi cái ba trả lời cái câu là trong ADN của con có ADN của ba. Tức là quý vị biết sao không? Cái câu đó là nó đã sắp đặt sẵn, nó trả lời trước truyền thông báo chí. Nhưng mà khi trả lời cái câu đó, nếu ai thông minh là nó người ta sẽ hiểu, và câu đó chính bản thân mình quật ngược lại mình nói xạo đó quý vị. Đâu có cha mẹ nào mà trả lời với con mình cái câu đó bao giờ. Chỉ trả lời một câu rất là ngắn gọn, con là con ruột của ba. Vậy thôi, đúng không quý vị? Tự nhiên nói là trong ADN của con có ADN của ba. Rồi sau đó là xét nghiệm, nói là cái em mà Mã Lai lên giải thích trong cái vấn đề mà anh Nguyên Gió với lại em Mã Lai đi xét nghiệm chụp ở đằng trước, là nói là không ai biết hết, là chú má tư cũng không biết, rồi em Bình Bông cũng không biết, rồi ông anh hai cũng không biết, chỉ duy nhất là anh Nguyên Gió và em Mã Lai và em vô ơn được sự cho phép của người lớn gia đình bên ngoại. Vậy thì nó đã có bên gia đình bên ngoại rồi, tại sao không công khai bên gia đình bên ngoại đi? Gia đình bên ngoại là ai? Đúng không quý vị? Và nếu như trong cái vấn đề mà tranh chấp tài sản, chỉ cần cái giấy ADN thôi là nó sẽ bác bỏ hết tất cả những cái đơn của bên phía của cái em ca sĩ bên kia. Chỉ cần một cái tờ giấy ADN con ruột thôi là tất cả những cái tờ giấy nào bên kia là đều bị bác bỏ hết, là bắt đầu là chấm dứt, đình chỉ vụ án luôn quý vị. Không điều tra nữa, không xét xử nữa. Vậy thì tại sao mình không chịu đưa cái giấy ADN đó ra để cung cấp cho tòa? Đến thời điểm này là người ta đã xuống thẩm định 2 lần. Và lần thứ 3 này không phải là thẩm định nha quý vị. Lần thứ 3 này là tới ngày 20 tháng 3 đó quý vị, là xuống định giá tài sản. Quý vị hiểu cái từ định giá tài sản không? Định giá tài sản tức là cái tài sản, cái căn nhà đó, ví dụ như nó là 30 tỷ,
thì trong 30 tỷ đó là phải nộp tiền cho tòa án, là phải nộp tiền án phí cho tòa án. Ví dụ như bao nhiêu phần trăm, ví dụ như 30 tỷ thì có thể là đóng tiền án phí là 1 tỷ mấy 2 tỷ, ví dụ như vậy. Thì cái số tiền mà 1 tỷ mấy 2 tỷ đó, nếu sau này xét xử bên nào thua thì bên đó sẽ trả tiền án phí đó quý vị. Ví dụ hiện tại bây giờ là xuống định giá cái tài sản đó là bên phía của em ca sĩ đóng cái tiền án phí đó. Nhưng sau khi mà xét xử mà cái vụ án này nếu bên phía em ca sĩ thắng thì bên em vô ơn sẽ đóng cái tiền án phí gần 2 tỷ đó. Còn nếu như bên phía em ca sĩ thua thì cái tiền án phí đó bên em ca sĩ sẽ bị mất cái số tiền gần 2 tỷ đó. Quý vị hiểu cái vấn đề đó không? Vậy thì nếu như thật sự mình có cái ADN là con ruột, chỉ cần mình nộp vô một cái tờ ADN con ruột đó thôi thì tất cả những cái hồ sơ đơn kiện đều chấm dứt hết, là thắng trắng luôn quý vị, không cần phải xét xử gì cả. Vậy thì mình có cái ADN con ruột, tại sao mình không đưa ra? Tại sao mình không công bố đưa ra hả em Mã Lai với lại cái anh ca sĩ Nguyên Gió? Chỉ hần hỏi một cái câu đơn giản như vậy thôi. Cho nên là trong cái vụ việc này, chính bản thân của em ấy biết em ấy là con nuôi chứ không phải là con ruột. Đó. Cho nên là không thể nào cung cấp được cái ADN. Cái ADN đó chỉ dẫn dắt cộng đồng mạng thôi quý vị. Chỉ là dẫn dắt thôi. Và cứ dơ dét trong thời điểm này thì dơ dét bán hàng được bao nhiêu cứ dơ dét, chứ thừa biết bản thân của mình là con nuôi rồi quý vị. Mà quan trọng nó là con nuôi hợp pháp hay là không hợp pháp, nó là như vậy. Vậy mà hồi lúc đầu tiên tôi tin sái cổ luôn quý vị, tôi tin quá trời luôn, tôi tin là con ruột, tôi lên tôi binh quá trời quá đất quý vị, tôi binh bất chấp luôn quý vị. Tôi cho rằng ở bên phía bên kia là chú ruột với cô ruột, là ở ác với cháu mình, là của cháu mà cha nó chết xuống nó phải hưởng. Bây giờ từ từ rồi mình mới hiểu ra, mình mới biết là thì ra bên trong của nó không phải là như vậy. Cho nên hồi lúc đó tôi cũng có nói một câu như thế này: em ca sĩ là một cái đứa cũng rất là thông minh, không lý do nào mà em ca sĩ mà ngu đến nỗi mà biết mình thua mà vẫn kiện quý vị. Tại vì kiện mà nổi, mà cái tiền án phí á, nộp tiền án phí vô đâu có ít quý vị. Cái số tiền mà tài sản giữa hai cái, một cái tài sản ở Thủ Đức, hai cái cộng lại thì cái tiền án phí đâu có ít quý vị. Ít nhất nó cũng là 1 tỷ mấy, 2 tỷ bạc. Thì nếu như mà người ta không nắm được bất kỳ những cái gì thì không ai dám bỏ ra cái số tiền gần 2 tỷ để đóng tiền án phí đâu quý vị. Đơn giản như vậy thôi. Và nếu như đúng lời của cái em mà vô ơn nói và cái em Mã Lai đang dẫn dắt cộng đồng mạng từ trước cho tới bây giờ đó quý vị, vậy thì cái ADN đó đâu, sao không chịu đưa ra? Đưa ra là coi như xong, kết thúc, chấm dứt drama, em vô ơn thắng kiện, vậy thôi. Tại sao không đưa ra? Thì có phải là từ trước tới bây giờ là nói dốc dẫn dắt không quý vị? Rồi thêm một cái bình luận này động trời nữa đây nè quý vị. Bánh tét lên livestream đã từng nói Mi Sơn mỗi lần nói cho bên Phượng Gia trả công cho Mi Sơn là 250 đô, tốt lành gì làm tay sai cho Gia mà còn huynh quang. Vô chửi tôi vậy đó quý vị. Cái câu này là một cái câu vu khống. Biết rằng là thật sự là em Bánh tét đó quý vị, thì cái miệng của em ấy rất là hổn. Tôi thì tôi không có thích những người mà lên chửi thề chửi tục như vậy. Và khi mà một cái người mà lên cộng đồng mạng mà khi mà lướt qua mà nghe những cái lời nói như vậy thì không ai thích. Bản thân tôi không thích, mà tôi tin rằng những người khác cũng không thích. Và khi mà theo dõi lâu rồi mới biết là em Bánh tét trong một cái câu chuyện gì đó. Thì nếu như mà lên nói là em Bánh tét lên livestream nói là tôi lấy bên phía của các em ca sĩ, một lần lên live là lấy 250 đô đó quý vị, thì tôi tin rằng là em Bánh tét không bao giờ có nói cái này. Tại vì có những livestream của em Bánh tét tôi cũng có vô tôi xem thử quý vị, không bao giờ có vụ đó. Và nếu như mà nói là tôi lấy một cái clip mà tôi lấy 250 đô bên phía em ca sĩ, thì em ca sĩ giàu dữ vậy ta? Bên em ca sĩ giàu vậy hả? Tôi nghe nói là bên em ca sĩ rất là vất vả, rất là khổ đó. Với hai nữa là cái vấn đề như thế này: nếu như mà trả cho 250 đô để lên ngồi một clip để nói như thế này, vậy là tôi cũng là một người làm kiếm tiền YouTube để kiếm sống rồi, kiếm chán cơm để ăn rồi, đúng không? Mà nếu như thật sự ra mà để tôi lên để tôi ngồi tôi kiếm cái chán cơm á, vậy thì để tôi làm cái công việc khác của tôi. Tại vì một cái clip á, tôi lên tôi quay nha quý vị, thì lên quay rồi xong rồi cắt ghép chỉnh sửa. Nếu như tôi là một cái người để mà đi làm ra kinh tế thì tôi lấy cái thời gian đó tôi làm, có thể tôi kiếm được 2.000 đô, chứ không phải chỉ có 250 đô như thế này mà có thể trả tiền được tôi để tôi lên đây tôi ngồi hen. Và nếu như những người nào theo dõi tôi cũng biết được cái bản tính của tôi và một cái con người của tôi như thế nào, cái nào đúng là tôi binh, cái nào sai dù có trả tiền bao nhiêu đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ lên nói. Cho nên là trong cái vụ việc của các em vô ơn, tôi biết em ấy sai và tôi biết là tôi đã binh một cái con người không phải là một người hiền lành, cho nên tôi đã dừng lại. Chứ nếu như mà vì tiền là tôi đi nữa, kệ nó, nó giành giật tranh giành tài sản của ai kệ nó, nó lên nó diệt người khác mua hàng nó chứ mình có mua đâu, thì mắc mớ gì. Mình chỉ cần mình lên mình câu like câu view kiếm tiền là được. Nếu như tôi là như vậy là tôi sẽ làm tiếp, tại sao tôi dừng lại? Cho nên những cái câu này là những cái câu mà vô mà giống y như sỉ nhục người khác, mà sỉ nhục một cách không có iốt, sỉ nhục với một cách rất là ngu.
Tại vì dùng cái từ này là dùng cho người khác, chứ đừng có dùng cho Misun này nhé. Rồi nói là làm tai sai cho bên em ca sĩ, chứ tốt lành gì mà hinh hoang. Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Bởi từ cái chỗ á, mà họ thấy em Nguyễn Đăng đó quý vị, họ thấy em Nguyễn Đăng đi qua bên phía bên kia, cái nghĩ rằng là tôi là cũng về theo phe bên kia, tôi chả theo phe ai hết. Tức là trong thời điểm bây giờ, trước đó là tôi binh cái em Vô Ơn, tôi cảm thấy tôi rất là ghét em ca sĩ bên kia, tôi rất là ghét những người bên gia đình bên kia. Nhưng sau khi tôi nhìn lại thì tôi biết rằng là cái em này là một cái người không tốt, một cái người không hiền lành. Tự nhiên cái độ ghét của tôi đối với bên kia nó không còn nữa, và tôi không quan tâm cái vấn đề tranh chấp của họ nữa. Giữa hai bên, bên em Vô Ơn và bên em ca sĩ hiện tại bây giờ đó, tôi không có quan tâm và binh vực bất kỳ một người nào. Và những cái gì tôi nói là tôi nói về cái chính kiến của tôi. Giống y như là trong cái vụ mà em Vô Ơn đi làm ca sĩ, rồi cái em kia cũng làm ca sĩ. Nhưng mà trước khi mà tôi đến cái drama này, tôi đã biết em ca sĩ đó rồi. Tại vì sao? Là tôi thường nghe nhạc của em ấy. Những lúc tôi có tâm trạng, tôi hay bắt nhạc của em ấy lên nghe, và em ấy hay hát với lại cái em Đông Đông, cái gì Đông quên tên rồi đó, hát nhạc trữ tình rất là hay. Ra sau đó cái anh nghệ sĩ này mất á, là tôi mới biết là em này là cháu của anh nghệ sĩ đó, tôi mới biết thôi. Trước đó tôi cũng là một người rất là thích nghe giọng hát của em này. Còn đem ra so sánh giữa hai người, tôi thú thật, em Vô Ơn chỉ là một người hát karaoke thì được, còn nếu làm ca sĩ để bỏ tiền ra mua vé thì chắc không đâu, không bao giờ có đâu quý vị. Thua xa các em ca sĩ kia. Mình phải nói trung thực, chứ đừng theo cái kiểu mà binh vực rồi cái bắt đầu là cái gì cũng khen, đến nỗi mà cái bãi phân cũng khen thơm. Như vậy là sai, như vậy là không đúng nha quý vị. Tại vì vốn dĩ là các em Vô Ơn không có năng khiếu về ca hát, hát rất là dở. Vậy mà cũng có rất là nhiều người vô khen, nói là em Vô Ơn hát hay hơn em ca sĩ bên kia, thì tôi không hiểu như thế nào luôn quý vị. Cái này tôi không binh nha, nói phải nói cho đúng, là phải có một cái nhìn. Còn nếu như mình nghe giữa hai bên mà mình vẫn khen cái em Vô Ơn hát hay, vậy thì mình thừa biết đó là đóng phân nhưng vẫn khen thơm, nó là vậy đó quý vị. Hầu như tất cả các clip tôi đều có chia sẻ những cái vấn đề này. Lý do vì sao tôi lên kênh, lý do làm sao mà tôi làm YouTube, lý do tại sao tôi lên đây tôi ngồi tôi nói là lý do này đây nè quý vị. Tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều, bây giờ chia sẻ tiếp đây quý vị. Đây, có một vị khán giả để lại cái bình luận như thế này đây quý vị. Bữa nào em cũng đợi chị lên clip mới, lời nói của chị như là chén cơm tinh thần của em và những người hâm mộ chị. Em không biết nói gì hơn để chúc chị nhiều sức khỏe và bình an hạnh phúc. Đó, những cái clip mà tôi lên là một cái chén cơm tinh thần cho họ, chén cơm tinh thần cho em ấy và tất cả những người khán giả khác đang theo dõi tôi, là một cái chén cơm tinh thần, hiểu không? Cho nên tôi đang rất là cố gắng để mà 4-5 ngày, lúc nào mà tôi rảnh, tôi có công việc không nhiều, tôi rảnh thì 3 ngày tôi lên một clip. Tại vì những lời nói của tôi, những gì chia sẻ của tôi là món ăn tinh thần của họ mà quý vị. Vì thế tôi mới lên, cho nên tôi lên vì mục đích. Tôi làm YouTube có mục đích nha quý vị. Có mục đích là muốn chia sẻ những cái kiên cường, chia sẻ những cái chén cơm tinh thần cho những người như thế này. Tôi đều nói tôi lên YouTube vì mục đích này nha quý vị, chứ không phải là lên mục đích kiếm cơm, hiểu chưa? Rồi, bình luận tiếp theo đây quý vị. Từ tối qua đến bây giờ em nghe 4 lần luôn rồi đó, sướng luôn, yêu chị quá. Một cái clip của tôi mà hãy nghe đi nghe lại tới 4 lần. Mà quý vị biết rằng là cái clip của tôi đâu có ngắn quý vị. Mỗi lần video clip của tôi á, là nó kéo dài, cái nào thấp nhất cũng là 1 tiếng 20 phút. Còn bình thường là nó là 1 tiếng rưỡi, thậm chí là 1 tiếng 40 phút, gần 2 tiếng đồng hồ một clip. Mà một clip á, mà coi tới 4 lần luôn đó quý vị, thì có phải là chén cơm tinh thần của họ không quý vị? Có phải là chén cơm tinh thần của những người đang theo dõi tôi, đang yêu mến tôi và dùng tiếng nói của tôi để làm cái món ăn tinh thần cho họ? Thì hỏi lên không quý vị? Nếu thật sự ra tôi là người khỏe đó quý vị, tôi khỏe, tôi sẽ cố gắng 2 ngày tôi lên một clip quý vị. Nhưng tôi không khỏe, chứ hai nữa là tôi thích đi chơi, hai nữa là tôi còn có rất là nhiều việc để làm, thì không thể nào mà lên clip thường xuyên được. Cho nên mấy cái này chỉ có những người theo dõi tôi mới biết thôi. Còn những kênh YouTube khác là họ ganh tị và ganh ghét mình, cho nên họ nói xấu mình thì khỏi nói rồi quý vị. Khỏi phân bua với lại những người đó làm gì. Đây là một cô khán giả lớn tuổi nha quý vị. Cô ấy gửi về tôi như thế này nè: nghe con chia sẻ về cuộc sống và cách vươn lên để làm giàu, cô ước gì thời gian quay trở lại, cô còn trẻ để học hỏi con. Đúng là con xứng đáng là bông hồng thép đó con. Cô mong có rất nhiều bạn trẻ hãy nghe cái clip này, học hỏi con nhiều điều hay lẽ phải, trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội. Bạn bè của cô vừa than là coi báo riết rồi không biết coi cái gì luôn, cô mới nói chị vô coi cái clip của Mission Thiện đi, phân tích hay lắm. Vừa bật lên là bả điện cho cô nói sao mà đẹp dữ vậy, cô cứ nói dân Củ Chi mà chị, riết hãnh diện về con. Thấy thương không quý vị? Tức là cô nói là cô ước gì cô quay trở lại còn trẻ để học hỏi kinh nghiệm từ con.
Và cô mong rằng tất cả các bạn trẻ có thể nghe được cái clip của tôi để có thể vươn lên trong cuộc sống của mình, lên bằng hai bàn tay trắng. Và có bạn bè của cô mà cô đi giới thiệu cho bạn bè của cô nữa, là bạn bè của cô nói là riết coi báo chán, tại vì cái lứa tuổi của cô thì lớn tuổi về hưu rồi quý vị, tại vì cô là cán bộ về hưu đó. Thì cô về hưu rồi á, thì chỉ có là đi chơi với bạn bè rồi tìm đọc báo rồi này kia thôi quý vị. Tại vì những người mà họ làm việc nhà nước á, những người trí thức á, thì cái cách họ giải trí á, nó khác với những người bình thường. Thì họ hay tìm coi đọc báo để xem tình hình xã hội đó quý vị. Mà coi riết chán không biết coi gì. Cô mới giới thiệu cho những người bạn của cô á, là về Mission. Cho nên khi mà họ đã xem vừa bật lên là họ đã khen dễ thương vậy, đẹp vậy. Cô mới nói là dân Củ Chi mà. Riết rồi cái là người ta khen tôi đó quý vị. Cô hãnh diện vì tôi đó quý vị. Thì thương không quý vị? Thì đây có phải là cái để tôi lên tôi chia sẻ cho tất cả mọi người không? Rồi cô mới nói tiếp quý vị, đúng rồi, ý của con rất giống cô, cứ thấy người ta giàu là nói người ta không làm từ thiện là cô rất ghét. Có nhiều ý con nói giống cô ghê, nhóm của cô toàn là cán bộ về hưu. Cô giới thiệu kênh của con cho ai, ai cũng mê, mỗi lần họp câu lạc bộ đều nói về con, toàn là khen con không hà, tào ở thường muốn chết luôn vậy đó. Nếu như tôi là một cái kênh mà lên nói bậy bạ như là giật tích rồi nói dốc rồi đi câu like, câu view nói tầm bậy thì làm sao có thể lọt vào mắt tất cả các cô chú trong câu lạc bộ hưu trí cán bộ về hưu quý vị. Đó, mà mỗi lần là họp nhóm trong câu lạc bộ hưu trí về hưu đó là đều bàn tán nói về Mission và đều là khen không. Đó, thì hỏi quý vị có vui không? Đó, cho nên tôi đang truyền những cái năng lượng vui vẻ đến cho tất cả mọi người. Ví dụ như kênh tôi, niềm vui cho những cô chú lớn tuổi. Đó. Rồi cái kênh của tôi là một chén cơm tinh thần cho những bạn trẻ, những người mắc bệnh nan y. Và cái kênh của tôi là những cái động lực cho những người bạn trẻ mà đứng lên bằng hai bàn tay trắng đó quý vị. Trời đất cơ, vậy mà cứ vào ganh tị với tôi làm chi vậy không biết nữa hà. Quá trời quá đất luôn vậy đó. Cô có nhắc về cái vấn đề từ thiện đó. Thì lần tập 90 tôi có trả lời đó quý vị. Có một người khán giả vô nói tôi là tôi giàu vậy mà tôi không đi làm từ thiện. Nói chuyện nghe mắc cười. Cho nên tôi cũng đã có trả lời, không lẽ giàu là có bổn phận đi làm từ thiện trong khi trong nhà lo chưa xong. Trong nhà của mình lo chưa xong hết, mình chưa giúp hết, mình chưa lo giúp đỡ hết cho những người trong nhà dòng họ của mình thì làm đâu ra tới bên ngoài. Tôi rất là ghét những người mà hay xạo sự. Cứ mở miệng ra là nói đi làm từ thiện chỗ này chỗ kia mà trong khi đó là con cái của mình, gia đình mình, dòng họ của mình, anh chị em của mình nghèo muốn chết. Tôi rất là ghét những người mà giả tạo mà dốc láo vậy lắm quý vị. Cho nên những gì tôi nói là được cô đồng ý, được cô đồng tình nha quý vị. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều, con chúc cô nhiều sức khỏe. Và sau những gì cô nói thì có một cái người bạn trẻ gửi về con như thế này nè cô. Nghe hết clip thấy tràn đầy năng lượng và tích cực đó chị ơi. Tức là cái em này là còn rất là trẻ nha cô, khoảng tầm 30 tuổi thôi. Nhưng mà sau khi nghe cái phần mà 90 của con chia sẻ về công việc, chia sẻ về cái cách vươn lên bằng hai bàn tay trắng của con á, thì cái em bạn trẻ này mới nói là nghe hết cái clip của chị á thì thấy tràn đầy năng lượng tích cực chị ơi. Đó. Thì cho nên là những gì mà con truyền đạt, những gì mà con chia sẻ đến cộng đồng thì những người đang theo dõi con thì trong số đó tuổi trẻ cũng nhiều. Và trong số đó là fan nhí nhất của con là 7 tuổi, 8 tuổi. Đó, còn già nhất là 93 tuổi. Thì con nhớ là hồi trước có một cái bé 7 tuổi, 8 tuổi gì đó mới nhắn tin cho con, nó con rất là ngưỡng mộ cô và con muốn sau này con sẽ là một người làm phiên dịch giống cô và sẽ giúp đỡ những người nghèo khổ giống y hệt như cô. Tức là bé mới có 7, 8 tuổi thôi đã coi con là một cái tấm gương để cho cháu noi gương theo. Và tất cả những cái em mà tuổi trẻ mà xem qua những clip chia sẻ của con thì các em đó có động lực rất là nhiều để đứng lên làm bằng hai bàn tay trắng của mình và không than phiền và không có than thân trách phận về cái số phận của mình. Nhiều lắm đó cô. Rồi tiếp theo một cái vị khán giả khác còn trẻ tuổi cũng gửi về như thế này nè cô. Nói về cái vấn đề của em vô ơn á, thì cái khúc trên tôi chỉ đọc thôi nhưng mà tôi không nói về vấn đề này nha quý vị. Chàng ơi còn ghép ảnh nữa kìa chị, bây giờ nhục quá lại đem người này người kia lên post cho nó. Trời ơi là trời, nghe hai cái phần 89 và phần 90 vừa rồi sao mà nó đã cái nư của em, từ công việc cho đến tài sản, sao mà cách sống cũng như nghề nghiệp của chị làm sao họ so sánh được. Bởi người ta nói vàng thật thì không sợ lửa. Trời ơi chắc nếu như là em đội cái quần luôn quá. Mã Lai chỉ nói thôi chả làm được gì, đến giờ này mà chả chứng minh được gì. Bởi con người chị đi lên từ hai bàn tay trắng luôn có nghị lực. Kinh nghiệm sống của chị làm cho em nể phục và học hỏi. Chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe. Đó thì cũng thêm một người và coi cái sự chia sẻ của tôi và có cái động lực đó quý vị. Thì cái vấn đề á, là tất cả những người mà theo dõi trong cái vụ việc này thì chỉ biết là đến thời điểm này thì em Mã Lai chỉ nói cái miệng và chả có cái gì chứng minh là tại sao mà vị khán giả này nói như vậy không quý vị. Tức là nói về cái vấn đề mà em Mã Lai là bị những cái người khác lên tố là mình bị truy nã bên Mã Lai, rồi đi cướp tiền rồi này kia đó quý vị.
có rất là nhiều vấn đề để mà người ta lên tố giác, giống y như là em Hồ Tiền hoặc là cái em Tiết Bông đó quý vị. Thì lên tố giác là em Mã Lai là một cái người bị lệnh truy nã đó, thì đi rinh kép sắt đồ này kia. Thì đến thời điểm này người ta lên tố giác mình là hình như là 4-5 tháng nay rồi, nhưng em Mã Lai vẫn chưa chứng minh được bất kỳ một cái gì mà chỉ nói bằng cái miệng đó. Thì bây giờ có rất là nhiều người, người ta nhìn ra mà người ta thấy được, đúng không quý vị? Mình muốn chứng minh mình không phải là như vậy, mình phải chứng minh thực tế chứ không phải mình nói bằng cái miệng. Cho nên là từ từ rồi cũng sẽ lòi ra thôi em, từ từ nó cũng sẽ lòi cái mặt chuột ra thôi. Bởi người ta nói là vàng thật không sợ lửa, mà nếu như mà vàng giả thì sẽ rất là sợ lửa. Nó là như vậy, tại vì khi mà vàng giả nó gặp lửa đó quý vị, thì nó sẽ bị đốt cháy ra hết. Còn khi mà vàng thật gặp lửa thì đốt cỡ nào nó vẫn là một cục vàng quý vị. Nó là như vậy. Còn em Mã Lai tôi chắc chắn rằng là vàng giả quý vị. Rồi thêm một ý kiến của phụ huynh đây quý vị. Chào chị My Sơn, nghe chị nói mà em học hỏi ở chị My Sơn về cách dạy con. Con em 14 tuổi rồi, quan tâm lo lắng con từng ly từng tí, dạy con không được, nói dối với mẹ là bé nói bé ghét mẹ, bỏ ra ngoài ở. Mình nghe mà đau và giận lắm luôn. Mai là giải thích cho nó, bé hiểu và ôm xin lỗi mẹ. Mình mừng biết bao nhiêu. Thì nói về cái vấn đề mà nuôi dạy con đó quý vị. Đó, tại sao người ta nói như vậy? Là tại vì người ta vô bình luận là tại vì con người ta là chỉ có một đứa, có hai đứa. Mà một khi mà đến tuổi 14 tuổi rồi là lo lắng cho nó từng ly từng tí, là dạy con từng ly từng tí, theo quan tâm con từng ly từng tí. Đó, mà con nó còn xảy ra vấn đề như thế này. Có đứa thì nó lại yêu đương quan hệ sớm với lại bạn trai ở bên ngoài, có đứa thì ra ngoài ăn nhậu chém lộn, nó có rất là nhiều. Trong khi đó ba mẹ ở bên cạnh nó còn như vậy. Còn đằng này là em Mã Lai có 5 đứa con mà bỏ phó thác cho con mình, ai nuôi thì nuôi, cho chồng nuôi ha, bên chồng nuôi gì không cần biết, mình cứ dành thời gian đó đi giúp người dân. Mình dùng cái từ đi giúp người dân đó là chính miệng của em ấy nói thôi, nhưng mà về cái góc nhìn của tôi thì không phải đi giúp mà là vì công việc kiếm tiền nha quý vị, chứ không có phải là vì đi giúp đâu quý vị. Nhưng mà người ta thích tạo cho mình là một cái người Phật sống, người ta thích tạo cho mình là một cái người giống y như là một cái thiên sứ để mà đi xuống trần gian để giúp người. Họ thích tạo vậy, họ không thích làm người, họ thích họ làm thiên thần, họ thích họ làm Phật, họ thích họ làm thiên sứ đó quý vị. Nhưng mà thật ra không phải vậy, quỷ mà lại muốn làm thiên sứ. Nếu như thật sự mà đến với lại cái em vô ơn này vì cái công việc hợp tác làm ăn với nhau cũng được, cũng tốt, có sao đâu quý vị, đâu có ai nói. Nhưng đừng có giả bộ nói là mình là người tốt mà vì yêu thương mà đến mà giúp vô điều kiện, mà bỏ tiền tỷ ra để giúp vô điều kiện, đó là nói dối. Cho nên trong cái trường hợp này của con em thì nó là 14 tuổi mà nó nói là nó ghét mẹ. Lý do tại sao không? Tại vì ví dụ như có những cái mình áp đặt, có những cái là mình bắt buộc nó phải vô khuôn khổ của mình. Mà cái lứa tuổi 14 tuổi là nó nói là nó lớn rồi, là những cái quyết định của nó, những câu nói của nó, những hành động của nó cho là đúng. Mà mẹ phản đối, mẹ không chịu thì nó nói là ghét mẹ. Cho nên cái lứa tuổi này mình không thể nào mình dùng là làm cha làm mẹ mình áp đặt nó được. Mà cái lứa tuổi này mình phải là một người bạn của nó chứ không phải là mẹ nó. Mình phải là một người bạn của nó để mình gần gũi nó. Tại vì nếu như mình coi mình là người bạn của nó đó thì nó sẽ trải lòng, nó sẽ kể cho mình nghe ngày hôm nay đi học như thế nào và quen biết những người bạn ra sao và vui vẻ như thế nào, nó về nó kể cho mình nghe. Còn nếu như mình áp đặt cho nó là mình là một người mẹ đó thì nó sẽ về nó không kể cho mình bất kỳ một cái gì. Và lỡ mà nó nói ra cái mình phản đối, mình nói con vậy là không được, bạn con vậy là hư, là thúi hay là gì đó, thì nó sẽ phản đối lại, nó không nghe lời mình. Cho nên cái lứa tuổi mà bắt đầu từ 12 tuổi trở lên á, là bắt đầu nó rất là cứng đầu. Mình phải dạy nó, dạy nó không phải là roi giọt, mà mình phải dạy chiêu, phải dạy bằng tâm lý. Cái lứa tuổi này nó là như vậy, chứ nếu không á là nó sẽ không nghe lời. Cái đứa mà nó lì lợm mà khi ba mẹ la đó thì nó sẽ ngoảnh mặt nó đi chỗ khác. Có đứa thì nó không trả lời trả vốn nhưng nó không làm theo, nó vậy đó. Cho nên cái tuổi từ 12 tuổi cho đến 20 tuổi nó rất là khó dạy. Phải theo kìm cặp con từng ly từng tí. Con gái là phải theo giữ gìn nó, coi là nó có quen bạn trai không, hay là nó có quan hệ trước hay không. Đó thì giống y như cái trường hợp của các em hồi nãy, là con mới có 15 tuổi là đã có bạn trai 19 tuổi mà tụi nó đã ăn cơm trước kẽn rồi. Nó là vậy. Rồi trong vấn đề nếu con là con trai thì nó có hút thuốc hay không, rồi nó có tập tành uống rượu nhậu rượu gì hay không, rồi nó có giao du với những người bạn xấu hay không. Tại vì mỗi lần nhậu vô cái là cương lên đi chém lộn, giống như trường hợp hồi nãy là đi chém lộn với người ta mà bị 80% đó. Đó, mất 80% đó là vì ăn nhậu đi chém lộn. Nó là vậy, con trai mình lo theo kiểu cách khác, con gái mình lo theo kiểu cách khác. Cho nên đã làm mẹ rồi thì không ai bỏ con mình cả. Không ai có thể bỏ con mình đi giúp người dân cả quý vị ơi. Chỉ có duy nhất trên đời này mà tôi thấy đến nay là đến nay gần 50 tuổi rồi, duy nhất trên đời này tôi thấy là chỉ có một mình em Mã Lai là bỏ gia đình, bỏ chồng, bỏ con, bỏ hết gia đình để mà đi giúp người dân, trong khi con mình là tới 5 đứa lận.
Rồi tới là nghe nói là tới 11 đứa con nuôi, 5 đứa con ruột. Vậy mà vẫn có thời gian để ra ngoài giúp người dân trong vòng 1 năm thì tôi bái phục. Đối với vị trên đời này, tôi mới thấy một cái người phải nói là dốc lao xạo. Rồi thêm một bình luận tiếp theo đây quý vị. Theo cách nhìn của tôi, cô Mison rất thông minh và bản lĩnh. Tôi từ một người tò mò nay trở thành thích, quý mến và yêu thích. Tôi chúc cô luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé. Mong có dịp về Việt Nam để gặp cô nhé. Thưa quý vị. Tức là một cái vị khán giả này từ cái chỗ mà tò mò, chắc có lẽ là nghe tất cả những cái kênh khác nói về tôi, cho nên tò mò để vào xem thử coi là cái cô này như thế nào mà để mấy cái kênh đó nói như vậy. Từ cái chỗ tò mò mà vào xem tôi thử đó quý vị. Thì khi xem tôi rồi là tự nhiên thích tôi luôn quý vị. Là từ đó là không có bỏ bất kỳ một cái clip nào của tôi cả. Đó. Thì nhận định nói rằng là tôi rất thông minh và bản lĩnh. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều. Thật sự mà nói rằng là về cái vấn đề mà thông minh á, thì cái thông minh với lại cái góc độ mà đi làm ở ngoài xã hội là cái lúc mà em đi học á, giờ nói đi học đi nha, cái lúc mà em đi học em không có thông minh lắm đâu chị. Tức là lúc em đi học em chỉ là một cái học sinh, cái dạng học sinh khá thôi, chứ không phải là học sinh giỏi nha quý vị. Vì cái lúc mà có chồng rồi, bắt đầu tôi mới đi học tiếng Hàn Quốc đó quý vị. Thì đi vô học tiếng Hàn Quốc, trời ơi, học đâu có lại đâu quý vị. Tại vì mấy bé kia là nó học từ đại học mà ra, nó chỉ có ăn học thôi. Còn mình có chồng, có con, cơm áo, gạo tiền xong rồi, chồng có bầu nhí rồi mình mới lo mình đi học để mình đi làm kiếm cơm. Cho nên là cái tư tưởng của mình nó khác, vô học mình đâu có học lại mấy bé đó đâu. Nhưng cái vấn đề là học ở trong trường với tiếp xúc ở ngoài xã hội khác nhau. Nói về học trên nhà trường thì em không phải là một người quá giỏi, nhưng mà nói về cái vấn đề mà kinh tế ở ngoài, mà nói về mà thông minh với bản lĩnh thì cái này em có. Có nhiều người họ sẽ nói rằng mình quá tự cao tự đại là cho mình thông minh với bản lĩnh. Thật ra nếu như bản thân của mình cho mình không có thông minh là đó là mình tự ti. Thì khi một cái người mà nó đã là tự ti rồi thì nó không thể nào mà đi ra ngoài mà có cái bản lĩnh để mà mình làm bất kỳ một cái công việc gì. Cái thông minh nó phải đi kèm với lại bản lĩnh. Thông minh mình tự tin rằng là cái việc đó mình làm được, mình tự tin rằng là cái việc đó mình sẽ làm tốt, đó là cái sự thông minh của mình. Thì cái thông minh đó nó sẽ kèm theo cái bản lĩnh của mình khi mà ra ngoài va chạm với thực tế. Và thú thật rằng là cái việc đó đối với em hình như nó dư thừa luôn. Nó dư thừa. Em rất là có bản lĩnh, em rất là thông minh và em tự tin về trong cái việc làm đó em sẽ làm được. Thì từ cái chỗ mình tự tin đó thì cái bản lĩnh mình nó sẽ có. Nó là như vậy. Còn có nhiều người họ ghét mình thì họ sẽ vào họ chửi mình là họ nói mình chảnh. Họ nói rằng là mình quá tự cao tự đại, nhưng mà thật ra không phải. Một cái con người mà nếu tự ti sẽ không làm được gì cả. Mình phải có cái bản lĩnh của mình. Một khi mình có cái bản lĩnh của mình rồi thì hầu như đến bất kỳ những cái công việc nào đó mình cũng tự tin là mình sẽ làm được. Nó là như vậy đó. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Khi nào có dịp thì về Việt Nam ghé nhà em chơi nha. Có một cái bình luận này tiếu lắm đây quý vị. Giang 967. Nếu tôi là em ca sĩ, tôi sẽ không để cho người như Mison lên nói như thế này. Là một ca sĩ, tôi đang cần có một khán giả ủng hộ. Nếu số đông đang thuộc về cô vô ơn, cô Mison này lại tiếp tục gieo thù chuốc oán với họ, thì tôi làm sao có thể quay lại nghề ca sĩ? Cô Mison làm thế này thì không bao giờ có sự hòa bình giữa tôi và cộng đồng mạng. Cô Mison này không thể là đại diện cho bên phía tôi, vì trong quá khứ cô đã từng chửi rủa mạt sát mẹ con của cậu Bảy không tiếc lời. Nếu chấp nhận lời cô ta, tức là chấp nhận những gì cô đã sỉ nhục gia đình tôi, trừ phi cô ta dập đầu xin lỗi những gì cô đã làm. Dù cô ta có nói xấu bên phía vô ơn như thế nào đi chăng nữa thì cũng đã là quá muộn, vì pháp luật đã vào cuộc và chỉ còn tòa án xử. Cô ta cũng chẳng giúp được gì nhiều. Đừng hy vọng chúng tôi rút đơn kiện cho cô như cô ta đã muốn. Trời má ơi, cái má ơi, cái bình luận này đâu ra nữa vậy trời. Tức là cái người này, đặt trường hợp người này là em ca sĩ thì sẽ nói như vậy đó quý vị. Trời quá trời quá đất rồi. Má ơi, đâu ra vậy? Tôi về phe em ca sĩ bao giờ? Hả? Đất ơi, nói giống y như là để cho tôi đứng ra làm đại diện cho em ca sĩ. Tôi đứng ra làm đại diện cho em ca sĩ bao giờ? Có những người lên giật tích đó quý vị, nói là tôi sẽ là người đại diện phát ngôn cho em ca sĩ. Xàm lơ vậy. Sao xàm vậy? Tôi đâu có rảnh mà tôi làm vấn đề đó. Thật sự ra nếu như tôi có ủng hộ một người nào đó, tôi chỉ lên một vài clip để tôi phân tích, nói nghiêng về người đó thôi. Chứ không có cái vụ mà đứng ra làm đại diện phát ngôn, không có rảnh. Thú thật ở đây không có rảnh. Cũng không có rảnh mà đi làm chuyện xàm lơ. Còn chuyện gia đình rất là nhiều, công việc làm ăn ở nhà rất là nhiều, con cái rất là nhiều, bệnh hoạn đồ tùm lum, không ai rảnh mà đi lên làm đại diện phát ngôn. Còn nói là vấn đề mà lên mạt sát không hề nha. Dù trong quá khứ cô đã từng mạt sát mẹ con, em ca sĩ và cái ông chú Bảy không thương tiếc. Mạt sát bao giờ?
Tôi xin lỗi nha, hồi lúc đó mặc dù là tôi nghiêng về phía em vô ơn, tôi có binh vực em vô ơn thật, nhưng tôi lên tôi chỉ là người phân tích và những lời nói của tôi rất là có văn hóa, chưa bao giờ lên mạt sát nha. Còn nói là cô này không thể làm đại diện cho phía bên tôi, làm đại diện bao giờ, tự nhiên áp đặt vậy. Rồi nói là phải là trừ phi là cô ta dập đầu xin lỗi, nằm mơ đi, làm gì có cái vụ dùng cái từ dập đầu xin lỗi ghê vậy. Tôi chỉ có thể vi phạm pháp luật về cái vấn đề lấy hình ảnh mà không được sự cho phép, kêu tên người ta ra nói thôi, tức là kêu tên ra để phân tích, thì theo mặt pháp luật đó là vi phạm pháp luật. Thì cái vấn đề vi phạm pháp luật đó của tôi chấp nhận, tôi đóng phạt rồi mà. Còn cái nào tôi sai tôi chấp nhận sửa sai chứ, chứ làm gì có cái vụ mà nó dập đầu xin lỗi làm ghê á, giống như là tôi là một cái người tội đồ, một cái người giết người hay làm gì ghê vậy, làm gì phải dập đầu xin lỗi. Còn nói là cô ta chẳng giúp được gì nhiều, tôi có nói là tôi giúp cho bên phía em ca sĩ bao giờ, tôi có nói tôi giúp bao giờ đâu. Tôi nói bất kỳ một cái gì là tôi nói về cái sự nhìn nhận của tôi, chưa hề có cái vụ mà nói lên tiếng để mà giúp cho bên phía em ca sĩ. Và nói về cái mặt pháp luật thì có tòa án xử lý, thì tôi xía vô chuyện đó làm gì. Hồi đó cái chuyện của cái em vô ơn, khi tôi đứng lên tôi binh vực, tôi cũng chưa bao giờ tôi xía vô trong cái vấn đề pháp lý. Tại vì vấn đề đó là có tòa án, có nhà nước người ta xử rồi, tôi chưa bao giờ xía. Tôi chỉ phân tích về cái góc độ cuộc sống xã hội mà thôi, chứ chưa bao giờ tôi xía vô vấn đề pháp lý đó, nói chuyện sàm lơ. Còn nói là đừng có hy vọng là bên chúng tôi rút đơn kiện cho như cô mong muốn. Quá trời quá đất, tự dẫn dắt luôn. Bao giờ vậy? Giống như trong cái vấn đề trước đây có anh guitar đó, thì tôi có kiện một cái tờ đơn anh guitar, có nhờ người ra điều kiện với lại bên phía cái em mà ca sĩ, chứ không phải tôi nha. Anh guitar là ra điều kiện bên phía em ca sĩ, là nói rằng là anh ta đã giúp cho bên phía em ca sĩ bao nhiêu lâu rồi, bây giờ là anh ta bị tôi kiện, mới lên yêu cầu bên phía em ca sĩ là lấy 4 cái lá đơn kiện đó trao đổi với lá đơn kiện của tôi. Hiểu chưa? Là em ca sĩ không đồng ý, nói vấn đề mà yêu cầu để mà rút 4 cái đơn kiện đó đổi lại một cái đơn kiện của tôi, đó là bên anh guitar chứ không phải tôi. Còn cái vấn đề ví dụ như bây giờ tôi lấy hình ảnh không được sự cho phép, đó là theo mặt pháp luật, từ trước tới giờ tôi không biết điều đó. Tại vì tôi nghĩ rằng là hình ảnh đó tôi lấy từ trên báo chí, tôi lấy từ trên mạng, chứ không phải tôi tự động mà tôi vô cái trang cá nhân của họ tôi lấy cái hình ảnh đó về. Thì tôi nghĩ họ là nghệ sĩ thì mình có thể lấy hình ảnh của họ để mình ra mình phân tích, chứ không phải là tôi lấy ra để tôi chửi là nào là bên con ve, rồi nào là bên sáo bào bảy báo. Tôi chưa bao giờ tôi dùng những cái từ đó, tôi chỉ là người lên phân tích. Mà đừng có dùng nói là tôi mạt sát miệt thị bên gia đình bên kia, nói vậy là sai nha, nói vậy là đầu óc đang có vấn đề, và nói vậy là một cái người mà không hiểu biết mới nói như vậy. Tôi là một người phân tích, chưa bao giờ tôi sỉ nhục hay chửi bất kỳ một người nào mà dùng cái từ là mạt sát. Tại vì đối với tôi binh em vô ơn, nhưng không có nghĩa rằng là tôi thay thế em vô ơn để đi chửi người khác, không bao giờ có vụ đó. Tôi binh vực em ấy về cái góc độ là con hợp pháp, chứ không phải là gì binh vực để đi mạt sát chửi người khác. Cái đó gọi là chửi mướn, hiểu không? Cái đó là làm theo sự sai khiến chửi mướn. Và em vô ơn không có đủ bản lĩnh, không có đủ tư cách để sai khiến tôi làm điều đó, hiểu chưa? Cái bình luận gì quá trời, xin lỗi quý vị nha, cho chửi một cái, bình luận mất dạy, nói chuyện không giống ai hết. Còn nói là không bao giờ tha thứ, dập đầu xin lỗi, dập vô trong mặt mày với dập. Tụi điên điên khủng khủng đâu vô mà tự nhiên bình luận kiểu sàm lơ vậy. Giờ đọc mấy cái bình luận này cho ông bớt bực lại quý vị. Một cái con người mà nó cố tình cho nó xúc phạm mình thì nó sẽ nói là mình xúc phạm, mình chửi người khác, nhưng trong bản thân của nó là đang xúc phạm đến mình, đúng không quý vị? Giờ đọc cái bình luận này nè, thử coi là tôi có xúc phạm hay là tôi ăn nói chuyện thô lỗ hay gì đồ này kia. Bình luận của một cô mãi mãi thương mến Mason. Cái clip 89 này cô xem đi xem lại 3 lần mà rất thương mến con. Cô giận cho những người nào và nặng nhẹ về cháu Mason của cô. Cô buồn lắm, ở đời sao có nhiều người không tốt. Cô thấy thương mến và tội nghiệp cho cháu Mason vô cùng. Làm ơn bắt quán, cô thương cháu Mason vô cùng. Cô luôn tâm đắc về cháu, nói năng lưu loát, văn minh lịch sự, không có trây tục và ăn mặc nhiều kiểu cô rất là thích. Cô định là đi ra tới Củ Chi tìm thăm cháu, học hỏi nhiều cái hay của cháu lắm. Yên tâm, người ở đời có người xấu và sẽ có người tốt. Cô thương mến cháu nhiều, cháu hãy cứ phát huy những cái đẹp sẵn có của mình cho mọi người thấy mà học hỏi. Cầu ơn trên luôn thương xót đói hoài tới mà cứu chữa cho cháu sớm lành bệnh để lên tiếp giúp đỡ những người hoạn nạn thấy cô. Thương không quý vị? Đó thì nghe đi, những người ta lớn tuổi người ta nói, tôi có bao giờ tôi vô tôi xúc phạm hay là nói chuyện tục tiểu trai trét ở trên mạng bao giờ? Thì cái vụ mà trước đây tôi có binh em vô ơn, nhưng không có nghĩa rằng tôi xúc phạm bên kia, tôi chỉ là lên phân tích. Thì khi mà lên phân tích bảo vệ bên đây thì không bảo vệ bên kia thì bên kia ghét. Chứ mà nói cái lời mà để mà xúc phạm nặng nề hay chửi bới là không bao giờ có.
Không bao giờ có cái vụ đó. Tôi đem ra những cái bình luận, tôi đem ra những cái video clip, tôi phân tích ra, tôi trả lời cũng giống y hệt như bây giờ. Từ trước cho tới bây giờ, cái cách làm YouTube của tôi nó đều là như vậy, không có khác nhau bất kỳ một cái gì. Và hiện tại bây giờ tôi không binh em Vô Ơn, mà tôi cũng không binh em ca sĩ. Mà cái nào tôi cảm thấy nó quá đáng bên phía em Vô Ơn mà ăn hiếp bên em ca sĩ, triệt con đường sống của người ta, tôi thấy cái đó quá đáng, tôi lên tiếng. Cái đó tôi lên tiếng về tình người, chứ không phải là tôi lên tiếng như vậy là tôi binh vực bên đây hoặc là tôi không binh vực bên kia. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Thương không quý vị? Cô mãi mãi thương mến con. Ghét nhất là những người nào mà nhặng nhẹ đến cháu của cô. Ghê không? Đó, tôi là cháu yêu của cô đó quý vị. Cho nên con tin như thế này nè cô, thì có những người làm như vậy với con thì mới có những người như cô, và mới có những người khán giả yêu thương con, bảo vệ cho con, binh vực con và hiểu con. Như vậy là được. Tại vì cô cũng đã nói một cái câu như thế này ở trong đây, là trên đời này có người ghét thì cũng sẽ có người thương. Cho nên những người đó ghét con, nhưng bù lại có những người giống y hệt như cô thương con đó là được rồi, đúng không cô? Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Con cũng chúc cô nhiều sức khỏe. Còn bệnh của con thì cứ lạc quan yêu đời thôi cô, không cần nghĩ tới về cái vấn đề bệnh. Tại vì khi mà mình mắc cái bệnh là mình phải chịu, nhưng quan trọng là tại sao mình vẫn còn sống khỏe mạnh. Đó là cái đức của mình để lại đó cô. Chứ nếu những người khác mà họ mắc bệnh giống con á, là họ bị tiều tụy nè, họ bị suy sụp tinh thần nè, và chỉ cần vài năm thôi là họ đã mất rồi. Còn con rất là lạc quan yêu đời. Là vì sao? Là vì cái đức của con để lại. Tại sao con bệnh mà con vẫn vui vẻ, con vẫn xinh đẹp, con vẫn làm ra tiền, con vẫn đi chơi đây đó, con vẫn lên là chia sẻ những cái vui buồn cho tất cả mọi người, và thậm chí là truyền năng lượng tích cực cho mọi người, đúng không? Đó là cái đức của con, đúng không cô? Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều, và cảm ơn tất cả mọi người luôn yêu thương con. Rồi, trả lời thêm vài cái bình luận nữa mình nghĩ nha quý vị. Cũng khuya rồi quý vị. Lần nào mà Mison lên clip á, là cũng không có thời gian quý vị. Tại vì thời gian tối như vậy thì Mison mới có thời gian để mà quay clip cho, chia sẻ cho tất cả mọi người quý vị. Giờ này là nó cũng đã gần 12 giờ đêm rồi đó quý vị. Rồi, cái bình luận này để như thế này đây. Bây giờ chị chỉ chờ em lên phân tích chia sẻ thôi. Giờ chị xem em và các kênh chở chuyện ma, hay là trồng xương rồng, hay qua sen đá vân vân. Đúng rồi, chị có nghe em nói là mê lắm. Với lại thấy em lên đồ là chịu lắm luôn. Ừ, em đừng có bình luận mấy cái drama nữa. Ai có cái mỏ, có cái mồng, nấy khỏ, nấy khua. Nhân cách của em cao đẹp. Những người không thích em, chà đạp em, chị nghĩ những người đó, cái đầu của họ chỉ ngóc bằng cái đầu gối của em thôi. Vì vậy em nên tự hào. Những gì em nói, chị nghe phân tích đều có chứng cứ, vẫn luôn thích em, yêu em. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Trong tất cả các kênh YouTube là chị không xem, chỉ xem một mình em. Và nhất là xem kể chuyện ma và trồng sen đá. Đây là cũng những cái mà tiêu khiển dành cho mình. Thật sự ra là khi mà lên xem YouTube hay là lên mạng xem phim thì chủ yếu là cái gì? Chủ yếu để mà mình xả stress, đúng không quý vị? Để cho mình thư giãn qua một ngày làm việc rất là cực nhọc. Đó, thì mắc mớ gì mình lại lên coi những cái kênh để mà chửi lộn qua lại, trong khi đó nguyên một ngày của mình bươn chải nó đã rất là vất vả rồi. Bây giờ lên trên mạng lại nghe chửi lộn nhau, giống y như là mình đem cái rách rối, mình đem những cái buồn phiền vô trong người mình. Chị cũng giống y hệt như em chưa bao giờ em thích em coi những cái kênh đó bao giờ, từ xưa tới bây giờ luôn em không bao giờ thích coi. Em coi những cái kênh nào mà cảm thấy vui vẻ cho mình. Và chị nói là em lên mặc đồ rất đẹp vậy đó, mà mấy cái bên phe của em Mã Lai với bên phe của em Vô Ơn là vô chửi em là em là một cái người mà ăn mặc đồ không giống ai, là ăn mặc đồ như bà điên. Chửi em vậy đó chị, quá trời quá đất. Khi mà nó ghét mình rồi, nó không có những cái từ ngữ nào để nó xúc phạm mình, nó nghĩ là những cái từ đó là nặng nề, là sẽ làm cho mình bực bội, sẽ làm cho mình gã ngục đi hàng sao, nó dùng những cái từ đó. Nhưng mà thật ra là nó dùng những cái từ đó nó chửi mình thì chính bản thân nó là một cái người bực bội, còn mình nghe mình cảm thấy bình thường. Tại vì mình thừa biết bản thân mình nó có đẹp hay không, và mình thừa biết bản thân mình có biết cách ăn mặc hay không, chứ không phải qua lời nói của nó sỉ nhục mà mình lại suy sụp vậy đó chị. Rồi, bình luận tiếp theo. Chị à, em mệt mỏi với những cái lời du khống miệt thị chị của em rồi. Và nhất là em thấy Vô Ơn lẫn Mã Lai rất là trơ tráo, diễn mỗi ngày dù chẳng hề xem lần nào, mà chỉ chờ chị lên clip phân tích là đã dư thông tin cần thiết rồi. Em tin ông trời có mắt, vì những người làm trời đang nhìn, và nhân quả liền liền chứ chẳng cần đợi tới kiếp sau. Đúng không chị? Em bên này theo dõi và nghe chị, và nghe chị mỗi tiếng nói của chị để xem mấy đứa nó hiện nguyên hình là ai. Em cầu mong chị thật nhiều sức khỏe, vui vẻ mỗi ngày và vững tin với con đường chị đang đi, vì em và khán giả luôn bên chị nha. Thương chị. Thấy thương không quý vị? Chị cảm ơn em rất là nhiều. Những cái lời
động viên của em như thế này làm cho chị rất là vui, và rất là nhiều khán giả khác cũng động viên chị giống y hệt như thế này. Giống y như là chị cần những lời như thế này để làm cho chị vui và làm cho chị có động lực để chị lên chị chia sẻ cho mọi người. Và khi mà chị lên chị chia sẻ cho mọi người thì là chị là một cái động lực để cho làm chén cơm tinh thần cho những người khác. Thì cho nên chúng ta hãy cùng vui với nhau tạo dựng ra một cái xã hội sạch đẹp em ha. Cho nên là những gì mà em nói đầu câu em nói rất mệt mỏi những lời vu khống. Thật sự mà nói rằng là chỉ có những người luôn hại người khác họ mới dùng những cái lời đó để vu khống người khác mà thôi. Còn ngoài ra cái gì nó cũng có trắng đen rõ ràng mà em, thật là thật, giả là giả. Còn em Mã Lai chỉ là lên nói cái miệng thôi, hầu như chỉ là nói cái miệng. Và nhất là cái vụ 8 tháng 3 vừa rồi cũng là chuyển tiền. Em vô ơn nói tặng quà 8 tháng 3, ủa sao ngộ vậy ta? Đáng lẽ là cái ngày 8 tháng 3 mà để mà đưa lên để mà khoe là 8 tháng 3 là để mình tặng mẹ mình mới đúng chứ. Mình tặng mẹ mình, rồi mình dư nữa mình tặng em, tặng cháu mình là ngày 8 tháng 3. Chứ tại sao là ngay cái ngày 8 tháng 3 mình lại tự hào lên là mình là cái người tặng cho một cái đứa người dân, tặng cho các em vô ơn là mấy trăm triệu. Cái này có phải là đưa lên để biên ăn dốc láo không quý vị? Tôi nói thiệt là cái vụ mà nói chuyển tiền quăng qua quăng lại, cái chuyện đó rất là bình thường quý vị. Cái chuyện đó rất là bình thường. Đây là tôi đang nói về cái vấn đề là nói dốc để bi a nha quý vị. Còn đây giờ tôi nói về vấn đề nếu như là thật đi, mà để tặng 8 tháng 3 thì một cái người tự hào để mình lên mình khoe đó, cái ngày 8 tháng 3 là cái người đó mình tặng là cái người đẻ ra mình, mẹ mình. Mình là cái người tặng quà 8 tháng 3 cho mẹ mình thì mình mới đủ tự hào để mình lên trên cộng đồng mạng mình khoe. Còn đằng này quà của mẹ mình không thấy khoe, quà của chị em trong nhà mình không thấy khoe. Bây giờ chị em bỏ qua bên, nói mẹ mình thôi. Quà 8 tháng 3 để mình tặng cho mẹ mình không thấy để mình đem lên mình khoe, mà là mình lên mình khoe để mình tặng một cái đứa người dân mấy trăm triệu. Trong khi đó bây giờ nó giàu, nó có nhà có cửa. Nói quay trở lại cái câu chuyện giống như anh Lê Tính hồi nãy nói, là bây giờ khi mà thắng kiện ra một người có nhà một người không có nhà, chúng tôi có gì đó. Thì trong cái vụ việc này khi mà tranh chấp ra xong xuôi hết rồi, thì giữa em ca sĩ với lại giữa em vô ơn thì một đứa có nhà một đứa không có nhà, vậy thì em Mã Lai này có cái gì, đúng không quý vị? 8 tháng 3 lên thì mình phải khoe là mình tặng mẹ mình chứ, lại sao 8 tháng 3 lên tự hào được tặng cho một đứa người dân là có phải xạo không? Cho nên là em nói là em rất là mệt mỏi khi thấy những đứa mà nó lên mà nó trơ tráo, mà nó diễn mỗi ngày. Thật sự là vậy, nó diễn mỗi ngày đó em. Qua mắt cộng đồng, chị thú thật, bây giờ tôi xin lỗi, nếu như đụng chạm tới ai tôi chịu à. Chỉ có những người mà thiếu kiến thức, chỉ có những người mà thiếu iOS, chỉ có những người ngu mới tin tưởng cái đó là thật thôi. Rồi bình luận tiếp theo đây quý vị. Thì em Bison thật không diễn tả được, chị thích kênh em truyền tải và phân tích number one, không có ai qua được. Chị nhìn em rất phúc hậu và rất đẹp. Thương không tờ ơn, nghe cái câu này muốn nói nữa, muốn nói tới nửa đêm luôn quý vị. Nghe cái câu này cái là muốn nói thêm tiếng nửa đồng hồ đó quý vị. Thấy thương quá trời quá đất không chị Phương Nguyễn nè. Thích không thể tả được, em truyền tải và phân tích number one, không ai qua được. Thương không quý vị? Tức là thương Bison đến nỗi mà cho Bison là số 1, không ai có thể qua được Bison luôn quý vị. Trời, thích nghe câu này nhất. Và từ khi mà có cái câu này cái là thích lên nói nữa, là thích lên truyền đạt những cái năng lượng tích cực để cho những người giống y hệt như chị có niềm vui và hạnh phúc, đúng không nè? Rồi bình luận cuối cùng nha quý vị. Gần 12 giờ đêm rồi, tôi cuốn theo tiếng nói của Mison. 3 ngày nay tìm Mison cái clip 88 không có thấy lên clip, buồn. Hôm nay Mison màu đỏ đẹp quá, giọng nói thì sang sảng, đúng là người đẹp củ chi, tinh thần thép. Chị luôn chúc gia đình em, nhất là cháu nội của em, mau ăn chóng lớn, dễ thương nè. Thương không quý vị? Trời ơi quá trời quá đất luôn, cuốn hút theo mà 3 ngày tìm kiếm không có ra. Mây màu đỏ, cảm ơn chị rất là nhiều luôn không? Giọng nói sang sảng, đúng là người đẹp củ chi tinh thần thép. Mà thương nhất là cái câu này nè quý vị, là mấy ngày nay tìm thấy cái clip 88 mà không có thấy ra, buồn cưng không quý vị? Trời đất, cái clip mà áo màu đỏ là clip phần 88 đó quý vị. Đó, chờ hoài phần 88 không ra, buồn. Vậy là ra phần 88 vui rồi hen. Nói chung là nếu như mà bên cái kênh mà tin tức bên đây mà không thấy em lên á, thì tất cả quý vị khán giả hãy qua bên cái kênh này nè, qua bên cái kênh nhỏ Vợ Chồng Mi Sơn Thiện á, là lúc đó là Mi Sơn đi chơi thì Mi Sơn sẽ chia sẻ lại cuộc sống của Mi Sơn. Nếu như không thấy ngồi trên kênh để mà chia sẻ về tin tức, chia sẻ về những kinh nghiệm sống, thì sẽ qua bên một cái kênh của Vợ Chồng Mi Sơn Thiện là kênh nhỏ hơn, là sẽ thấy là Mi Sơn chia sẻ đi chơi, đi du lịch để cho cuộc sống mình nó thoải mái hơn. Chứ mà ví dụ như là giờ có tin tức hay có làm việc đi chăng nữa thì cũng phải có một cái thời gian nào đó mình nghỉ ngơi, mình đi chơi, đúng không nè? Đó, cho nên nếu như mà cái kênh này không thấy cái phần tiếp theo của em lên thì sẽ qua bên cái kênh nhỏ bên kia thì sẽ tìm tiếp theo cái tập mới. Tại vì bên đây em sẽ dùng là phần, còn cái bên kênh nhỏ em sẽ dùng là tập. Đó, thì hiện tại bây giờ là kênh nhỏ là đã chia sẻ tới tập 47 là đi chơi núi Bà Đen rồi. Đó, thì tất cả anh chị đã coi đến tập mấy rồi của kênh Vợ Chồng Mi Sinh Thiện nè, đúng không?
Nếu như không thấy thì qua, tại vì Mission có hai kênh mà. Bên bên này không thấy sẽ thấy bên kênh bên kia, đúng không? Còn bây giờ thì nửa đêm rồi quý vị, chúc mọi người ngủ ngon. Mission sẽ kết thúc cái video clip ngày hôm nay. Hẹn gặp lại video clip tiếp theo nha quý vị. Còn bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt. Annyeonghaseyo, tame video manayo, bye bye. Chúc cả nhà ngủ ngon, chan chayo.